Ok, và hôm nay chúng ta sẽ làm một buổi Zoom đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi từng module 1 và cái Zoom này đúng không ạ? Là Zoom về tổng kết. Đây là tổng kết 2020 đúng không ạ? Và đưa ra hướng đi cho 2021 đúng không ạ? Thì nó sẽ gồm hai phần đúng không ạ? Một là phần tổng kết 2020 và 2020 như anh em mình biết là cái đại dịch Covid-19 nó sau Tết, nhưng mà năm nay là nó dịch ở trong Tết này. Năm trước là ăn Tết xong á, là chúng ta bị dính dịch. Đấy. Và năm 2020 nó làm cho chúng ta có hai lần, đúng không ạ? Hai lần giãn cách xã hội, đúng không ạ? Có nghĩa là tất cả cơ quan xí nghiệp, nhà nước là đều nghỉ hết, đúng không ạ? Thì năm nay thì ở trong Tết. Thì cái vấn đề, đúng không ạ? Cái vấn đề đầu tiên đó là cái bối cảnh, đúng không ạ? Bối cảnh thì trong 2020 ấy, là một năm đầy biến động ở Việt Nam đúng không ạ? Nó làm cho tất cả những cái hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất, hoạt động bình thường của chúng ta bị thay đổi rất là nhiều. Đúng không? Tại vì sao tôi phải phân tích cái vấn đề này? Tại vì tất cả những vấn đề về hoạt động kinh doanh anh em mình cần phải nhận định cái bối cảnh để đưa cho mình những cái dự báo. Do vậy ấy, khi mà làm kinh tế các cái nhà kinh doanh, những cái nhà kinh doanh đấy, người ta thường đúng không ạ? Người ta thường đưa ra những cái dự báo tình hình cho năm 2021 đúng không ạ, hay là trong những cái thời gian sắp tới, thì chúng ta phải dựa vào cái bối cảnh đúng không ạ, về tình hình cái dịch bệnh rất là nhiều là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là cái nền kinh tế Việt Nam là một trong những cái nền kinh tế nó đang phát triển rất là tốt, mặc dù đại dịch nhưng mà vẫn nằm trong top 10 nước đúng không ạ, nếu mà tôi không nhầm. Tức là năm nay á là Việt Nam đang tăng trưởng rất là mạnh. Vì sao? Tại vì Việt Nam có một cái môi trường đấy, hai là có những cái điều kiện rất là thuận lợi để gì ạ, để những cái quốc gia đúng không ạ, những cái quốc gia người ta vào trong đây đầu tư. Chính vì lý do đó dù thế giới nó có bị biến đổi đúng không ạ, nó có bị suy giảm về kinh tế, nhưng mà Việt Nam vẫn đang giữ ở mức tăng trưởng rất là tốt đấy. Thì anh em từ cái bối cảnh này mình có thể nhìn nhận rằng là chúng ta vẫn có những cơ hội rất là tích cực đúng không ạ. Thứ hai đúng không ạ, cái bối cảnh Covid-19 này nó dẫn đến những cái người mà kinh doanh truyền thống bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đây là cái thực tế, cái kinh doanh truyền thống bị ảnh hưởng vô cùng lớn và nó mang lại rất là nhiều những cái thất bại cho những anh em mà làm kinh doanh truyền thống. Tại vì cái vấn đề về mặt bằng khi mà làm kinh doanh rất là nhiều anh em bị chết. Đấy, thì anh mình phải thấy rằng là cái rủi ro trong cái bối cảnh này đó là mình mở ra một cái cửa hàng, mở ra một cái quán ăn hay là quán cà phê hay bất cứ một cái gì đó mà gọi là kinh doanh truyền thống thì cần phải cân nhắc đúng không ạ, chúng ta cần phải cân nhắc hết sức là kỹ lưỡng đúng không ạ. Thì cái bối cảnh này đúng không ạ, nhưng tuy nhiên rằng ở trong Forex Center và tôi năm nay chuyển hướng từ offline qua online thì đây là một cái sự nhìn nhận đúng đắn đúng không ạ. Cái bối cảnh nó rất là phức tạp như vậy đúng không ạ, và kết quả cá nhân đúng không ạ thì trong 2020 vừa xong đúng không ạ, trong cái năm 2020 vừa xong thì tôi đã có rất là nhiều thành tựu. Thứ nhất là xây dựng được một cái cộng đồng, cái hệ sinh thái rất là lớn đa kênh, phát triển gồm 12 ngách đúng không ạ, phát triển 12 ngách sản phẩm. Đấy, cộng đồng bây giờ những cái người mà liên quan, những người tham gia rơi vào khoảng tầm gần 20.000 người đúng không ạ, 20.000 người đang quan tâm đến cái cộng đồng có tên là gì ạ, cá nhân này, cộng xây dựng được cộng đồng center đúng không ạ, đang kinh doanh làm dropshipping với 12 ngách và tạo ra những cái công việc làm cho anh em mình ở trong cái cộng đồng này rất là hiệu quả. Và từ cái cộng đồng này ra sinh ra rất là nhiều nhóm nhỏ hơn đúng không ạ, rất là nhiều nhóm thứ cấp và rất là nhiều anh em mình đạt được những kết quả. Bằng chứng là việc rất là nhiều những cái lời cảm ơn, rất là nhiều cái feedback tích cực của anh em ở trong cái nhóm cộng đồng Dropship Forex Center. Tại vì sao tôi nói là 20.000 người nhưng mà cái cộng đồng chính nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là 3.500 người thôi. Đó là một trong những cái nhóm mà chính chủ đạo. Còn bản thân bên cạnh cái nhóm chính đó, nó gồm khoảng tầm 4 đến 5 nhóm vệ tinh nữa và mỗi nhóm đó nó rơi vào khoảng tầm có 4.000 người nữa anh em ạ. Để ra 5-4 là gần 20.000 người. Ở trong Zalo là nó có 11 nhóm ngách tổng và anh em mình ở nhóm Shopee hay nhóm website là những nhóm thứ cấp đúng không ạ.
thì tổng cộng đồng ở trong Zalo á nó rơi vào khoảng tầm 10.000 người đúng không ạ? Đây tôi sẽ cho anh em mình xem đây 10.000 người đúng không ạ? Đúng không ạ? Và em mình thấy ở bên này đấy, dropshipping với free đúng không ạ? Với free thì vào đây mình nhìn thấy số 1 2 3 4 5 6 ấy, đúng không ạ? Đến 10 đúng không ạ? Vào đến 11 nhóm đúng không ạ? Và đấy, đây là những cái nhóm đúng không ạ? Nó chứa những cái lượng member ở trong này. Còn ở trong nhóm ngách đúng không ạ? Nhóm ngách thì cái group này đúng không ạ? Chứa 3.500 người. Tuy nhiên rằng bên cạnh cái nhóm nhóm chính này á cùng còn gồm rất là nhiều các cái nhóm phụ nữa như là dropship đúng không ạ? Như là cộng đồng dropship 4.0 đúng không ạ? Rồi là kiếm tiền với dropship, cộng đồng dropship Việt Nam đúng không ạ? Cộng đồng dropship 14 15 ngách đúng không ạ? Rồi là cộng đồng dropship Shopee đúng không ạ? Rất là nhiều cái nhóm vệ tinh nữa. Đấy, nhưng mà cái nhóm này là nhóm mà sau này admin muốn đổ traffic về trên này để gì ạ? Để cho nó tập trung và hướng dẫn cho nó chuyên môn đúng không ạ? Thì những cái tượng cộng đồng liên quan đấy thì là nó hình thành lên Community Center ở thời điểm hiện tại. Đó. Còn việc mà kiếm tiền đúng không ạ? Trong thời gian qua cái kết quả về tài chính ấy, thì việc mà đang phát triển đa dạng hóa những cái ngách ngành nghề như vậy ấy, đã giúp admin kiếm khá là nhiều tiền. Nó rơi vào đâu đó nó khoảng gần nó rơi vào khoảng tầm 700-800 triệu gì đấy. Thực tế là như vậy, khoảng tầm 800 triệu trong cái năm 2020. Thì cá nhân mình đúng không ạ, cũng có tiền đúng không ạ, dư để đầu tư bất động sản đúng không ạ, và là có mua hai miếng đất. Thực tế là đã mua được một rồi và cọc đúng không ạ, đang cọc một miếng nữa để ra Tết để mình mua luôn. Thì và còn kết quả đúng không ạ, kết quả về tài chính đúng không ạ, thì vừa xong á, thì chờ trong cái lúc mà chờ anh em mình vào á đúng không ạ, trước khi mà vào đấy thì mình cũng đi rút đúng không ạ, rút tiền về để ăn Tết đây đúng không ạ. Và đây là số lượng tiền mà mình làm trong vòng khoảng một tuần đúng không ạ, trong một tuần đúng không ạ, trong ngân hàng vẫn còn nữa. Thực tế là mình đã rút hết ra để đầu tư đúng không ạ, đầu tư bất động sản rồi đúng không ạ, và có cái hai trả nợ khá là nhiều, cái số lượng nợ của mình đã không còn đúng không ạ, đã đầu tư cộng với mua sắm rồi là trả chi phí cho các đối tác, cho những cái cho anh em nhân viên đúng không ạ, khá là nhiều. Thì đấy là những cái kết quả của cá nhân. Thì đây là cái mục tiêu. Tại vì sao tôi nói vậy? Tại vì để em nhìn thấy rằng đấy là kinh doanh online á, nó tiềm năng như thế nào và thực tế là chúng ta có nên tập trung hay không. Và xin thưa rằng tôi vẫn đang là một công chức đúng không ạ, làm nhà nước đúng không ạ, làm nhà nước. Thì cái sự thành công này của tôi nó đứng phía sau đó là có rất là nhiều người hỗ trợ giúp đỡ đúng không ạ, đặc biệt là anh Đào Xuân Nhất đúng không ạ, là những cái người mà phía sau đúng không ạ, shop bot ngày hôm nay anh cũng đang online ở đây đúng không ạ, leader đúng không ạ, bot đấy đúng không ạ. Trong năm sau thì khả năng anh Nhất sẽ có sự xuất hiện nhiều hơn ở trong nhóm anh đang là CEO của WooHailing Việt Nam đúng không ạ, và cũng là người đồng sáng lập Forry Center. Tất cả những cái vấn đề về website, tất cả những vấn đề về hình ảnh của Forry là anh Đào Xuân Nhất đang triển khai. Và những cái một quy trình rồi là những cái design á đúng không ạ, cho anh em mình thấy trong Forry á, các cái website đúng không ạ, anh Nhất đang là người điều hành đấy. Thì bên cạnh đó là sẽ gồm cộng đồng Forry và những anh em mốt, những anh em ở trong đội nhóm nền tảng team, digital team, VIP member, watching team và các anh em ở trong nhóm cộng đồng đã hỗ trợ, đã support, đã chia sẻ đúng không ạ, cũng như là đồng hành trong cả một năm vừa rồi. Thì rất là nhiều người đã có một cái kết quả rất là tốt. Trong đó mà theo quan điểm của admin mà mình tổng kết được đã có khoảng tầm rất là nhiều người đúng không ạ, tầm vài chục người có cái mức lợi nhuận năm 2020 á là hơn 50 triệu. Trong đấy có khoảng tầm 3 bạn là có doanh thu lợi nhuận nhé, chứ không tính doanh thu, lợi nhuận là trên 100 triệu. Thì đây là một cái kết quả rất là đáng mừng đúng không ạ? Để anh em mình có thể thấy rằng đấy, cái
cái hoạt động kinh doanh, cái hoạt động kiếm tiền online là một trong những cái xu hướng. Và mọi người có thể là nửa nghi nửa ngờ đúng không ạ, nhưng mà tôi đang khẳng định nó rất nhiều việc. Bằng chứng là việc cái kết quả đúng không ạ, của cá nhân, kết quả của đội nhóm, cũng giống như là những cái tin đúng không ạ, những tin tức, những cái thông tin mà anh em mình đọc hàng ngày. Đấy, thì cái nhóm của mình xuất phát từ vấn đề là kinh doanh thực tế chứ không phải là đầu tư tài chính đúng không ạ. Việc đầu tư tài chính tôi cũng khuyến khích anh em mình có thể nên triển khai, nhưng mà đối với một cái quan điểm ấy, đối với một người mới vào thì nếu như mà có ai đó hướng dẫn bạn đầu tư tài chính thì hãy chỉ bỏ 10% thôi, 10% tổng tài sản hoặc là 10% số lượng tiền dư để đầu tư, không nên đầu tư tất tay. Đấy là cái lời khuyên cuối trong cái cuối năm này đúng không ạ. Và cái lời khuyên trong 2021 đó là anh em mình tập trung vào kinh doanh, tập trung vào kinh doanh, tập trung vào nền tảng, tập trung vào để phân tích thị trường. Đó, gồm những vấn đề là một là thị trường nó có bối cảnh gì, như vậy xong tôi đã phân tích đúng không ạ. Thứ hai là chúng ta nên tập trung vào kinh doanh những cái sản phẩm gì. Cái thứ ba là bây giờ chúng ta quá trình kinh doanh đấy thì chúng ta nên tập trung trọng tâm một vấn đề gì. Và vấn đề trọng tâm ở đây là marketing. Và marketing online, tất cả những cái kết quả của tôi đạt được đó là nó xuất phát từ cái marketing online. Vì gì? Vì thời gian vừa qua tôi đã nghiên cứu rất là nhiều. Nó không phải là ngày 1, ngày 2 mà đó là một cái quá trình khá là lâu. Nó rơi vào khoảng tầm vài năm. Đúng không ạ? Thực tế là nó khoảng rơi vào tầm 6 năm. Đúng không ạ? Làm MMO liên quan đến những cái vấn đề như là hình ảnh, như là video mình đã mày mò rất là lâu trước rồi. Tiếp theo sau đó là về vấn đề website, về vấn đề về content. Sau đó mày mò nghiên cứu về sell top. Đúng không ạ? Rồi là thương mại điện tử. Và tất cả những cái vấn đề tổng hòa đấy gọi chung là digital marketing. Đúng không ạ? Và digital marketing mang lại một cái nguồn lợi cực kỳ lớn. Và nguồn lợi đấy nó được chuyển đổi thành đâu ạ? Nó thành như thế nào? Nó được chuyển đổi thành việc mà ứng dụng cái việc digital đó để mình kinh doanh những cái sản phẩm. Và tôi đang đào tạo các cái nhóm là coaching team hướng dẫn về làm dropshipping. Các cái nhóm liên quan đến như là sales marketing, digital marketing cơ bản, đúng không ạ? Nhóm VIP member, đúng không ạ? Được đào tạo chuyên sâu, đúng không ạ? Chỉ dẫn các cái vấn đề về thực chiến, chiến lược. Và nhóm Digital Team được hướng dẫn chỉ đạo làm toàn bộ vấn đề liên quan đến kinh doanh. Và đó là cái nhân lõi, nhân sự, cũng giống như là những cái nền tảng vững chắc để tạo ra một cái hệ thống, đúng không ạ? Đội nhóm rất là mạnh và thực tế chứ không ảo tưởng. Và cái điều giống như anh em mình nhìn thấy tất cả những cái vấn đề mà tôi ở trong nhóm, đúng không ạ, là những người, đúng không ạ, và hiện tại thì Zalo có cái tổng kết cuối năm là trong năm 2020 tôi đã nhắn hơn 203.000 tin nhắn, đúng không ạ. Nên thành ra cái việc mà xuất việc cái đưa cái content, đưa cái nội dung, đưa cái cảm hứng, là đưa cái vấn đề cho anh em mình là một cái số lượng cực kỳ lớn. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam, đúng không ạ, nói, đúng không ạ, nói chung, đúng không ạ, và trong ngách dropship này nói riêng ấy, tôi khả năng là một trong những người nói chuyện, nhắn tin nhiều nhất, đúng không ạ, từ đầu năm, đúng không ạ, trong tin nhắn Zalo nó đang tổng kết. Tại vì sử dụng cái nhóm Zalo để làm cái nhóm chính để truyền đạt thông tin. Các bạn là vì gì ạ? Vì nhóm Zalo nó có những cái đặc trưng rất là ưu việt so với nhóm Facebook, đúng không ạ? Nhóm Facebook thì nó khá là loãng. Đấy, cái group Facebook thì rất là hay, đúng không ạ? Nhưng mà cái nhóm thảo luận bằng Telegram thì nó cũng khá là phức tạp, nó cũng rất là, bây giờ nó rất là bát nháo, tại vì nó có cái hệ thống spam rất là nhiều. Thì cái nhóm Zalo thì nó thân thuộc hơn, thân quen hơn và gần như là ai cũng đang sử dụng. Đấy, thì cái việc mà quá trình mà admin triển khai đấy đó, đạt được rất là nhiều cái kết quả, thì cái bản chất của nó là digital marketing. Và đây là vấn đề anh em mình cần phải ghi chú lại, đúng không ạ, cái vấn đề này. Và digital marketing là cốt lõi, nguồn, đúng không ạ, nguồn cơn của tất cả mọi vấn đề. Và sau này anh em mình có nghiên cứu về affiliate, anh em có nghiên cứu về dropshipping chuyên sâu, hay là anh em mình có nghiên cứu về kinh doanh, hoặc là triển khai bất cứ một cái vấn đề gì, được gọi chung quy thành gì ạ? Được gọi chung quy là sản phẩm. Mọi người hình dung không ạ? Mọi người PR hay là làm cái gì đó liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, đúng không ạ? Dù đó là sản phẩm vật chất hay là sản phẩm số, đúng không ạ? Dịch vụ gì đi chăng nữa thì chung quy lại đó đều là cái vấn đề để các bạn có thể quảng bá để kiếm ra tiền.
thì tất cả những vấn đề để quảng bá để kiếm ra tiền đấy thì tôi gọi chung nó là sản phẩm, anh em mình lưu ý. Thì tất cả những vấn đề nó liên quan đến sản phẩm nó đều tuân thủ theo nguyên tắc digital marketing, tức là bạn học cái gì tôi không cần biết, bạn bán gì tôi không cần biết, cái quan trọng là bạn bán như thế nào. Và tôi luôn đào tạo, tôi luôn hướng dẫn anh em mình là bạn bán gì tôi không cần biết, quan trọng là bán như thế nào, và bán như thế nào là cái mà bạn cần phải bỏ tiền ra. Đoạn lời khuyên tiếp theo đó là bỏ tiền để đầu tư vào tri thức. Đầu tiên á, vấn đề mà chúng ta phân tích là bán gì nó tốt, bán gì nó hiệu quả, bán gì nó có thể ra tiền, bán gì nó có thể tạo ra được nhiều đơn hàng. Cái điều đấy ok, nếu như đúng không ạ, nếu như bạn là người có khả năng phân tích thì nó rất là tốt. Tuy nhiên nếu như không có khả năng phân tích thì anh em mình làm đúng không ạ, làm bất cứ sản phẩm gì cũng đều gì ạ, đều tuân thủ nguyên tắc digital marketing, có nghĩa là tập trung vào việc phát triển các cái kênh quảng bá để làm sao đấy tăng cái lượng traffic, cái lượng tiếp cận của khách hàng đối với sản phẩm của mình, thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Thì do đó cái việc mà 2021 nên làm đó không phải là ôm hàng, đúng không ạ, đó không phải là việc chúng ta đầu tư vào những cái vấn đề mà chúng ta không rõ, mà đầu tư cái mà tôi đang muốn nói ở đây là bản thân anh em mình cần phải có kiến thức. Một đó là đọc sách, hai là nghiên cứu các cái tài liệu trên internet, ba là tham gia những cái khóa học mà nó thực tế, thực chiến, đúng không ạ, khóa học thực tế, thực chiến mà nó có kiểm định. Bạn phải hỏi han những người mà đã từng tham gia, hoặc là nhìn thấy cái kết quả của họ, đúng không ạ, kết quả của cái người hướng dẫn đó thực tế, đúng không ạ, rồi là xem kỹ những cái đánh giá, những cái review, những cái feedback, hoặc là có thể hỏi trực tiếp những cái học viên đã từng học. Thì đó là cái cách mà để chúng ta không bị mất tiền oan trong những cái khóa học rất là nhiều tiền. Có những bạn đã tham gia 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, 20 triệu, đúng không ạ? Hoặc là những cái khóa 500-700 ngàn nhưng mà nó không đạt được kết quả như mong muốn. Tại vì gì ạ? Tại vì chúng ta bị chết bởi những cái bị chết bởi gì ạ? Bởi những cái mật, đúng không ạ? Cái mật ngọt, đúng không ạ? Đó là những cái dụ dỗ. Đấy, anh em mình cần phải tỉnh táo. Đó, còn đầu tư là đầu tư vào bản thân mình, là cái đầu tư lâu dài nhất. Đúng không ạ? Trong những năm về trước bạn có thể là ôm hàng, bạn có thể bị thất bại trong kinh doanh, bạn có thể là chưa thành công, nhưng 2021 rồi, đúng không ạ, nên đầu tư vào bản thân mình, đúng không ạ. Và hôm qua tôi có một cái buổi Zoom cho anh em VIP và có một cái module, đúng không ạ, có một cái vấn đề mà tôi nói ra mà anh em cảm thấy rất là chính xác, đó là việc ấy, là ok, đồng ý là chúng ta có thể bỏ tiền ra để gì ạ, để nghiên cứu, để thử sức, hoặc là để đầu tư một cái vấn đề gì đó có thể là thất bại. Thì tuy nhiên có những cái sự thất bại chúng ta có thể mang lại những cái kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng mà có những cái thất bại chúng ta không đạt được cái kết quả gì hết, và cái điều mà rút ra cái kinh nghiệm ở đây nó rất là ít, và cái bài học như vậy nó rất là gì ạ, rất là tốn kém. Giống như là chúng ta bỏ 5-70 triệu ra để nhập hàng, đúng không ạ, đấy, để về bán hàng. Tuy nhiên rằng cái việc và kiến thức về marketing chúng ta không có, kiến thức về tư vấn khách hàng chúng ta không có, kiến thức về đa kênh chúng ta không có, kiến thức về content chúng ta không có, kiến thức về sale chúng ta không có, kiến thức về chạy quảng cáo chúng ta không có, chúng ta không có bất kỳ một cái kiến thức nào về digital. Mà cái kiến thức mà chúng ta được nhận lại đây là việc là không nên, đúng không ạ, nhập hàng nhưng mà chưa tìm hiểu, hay là không nên nhập hàng qua trung gian, hoặc là không nên nhập hàng, đúng không ạ, ở cái địa điểm ABC gì đấy. Thì việc mà chúng ta rút ra một bài học kinh nghiệm nó quá bé, đúng không ạ, nó rất là nhỏ luôn, rất là ít kinh nghiệm, mà cái việc chi phí, đúng không ạ, rất là cao. Tức là bạn có thể là mất 70-80 triệu chỉ để rút ra được một bài học như vậy thì nó không xứng đáng, đúng không ạ. Bạn hoàn toàn có thể bỏ ra 15-20 triệu, 30 triệu, thậm chí còn nhiều hơn để bạn học những cái vấn đề là về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng marketing như là chạy quảng cáo, kỹ năng gì ạ, kỹ năng về Photoshop, kỹ năng làm video, kỹ năng về viết bài viết content, kỹ năng về sell talk, kỹ năng về gì ạ, kỹ năng về thương mại điện tử, hay là kỹ năng làm website, hay là những cái kỹ năng khác bổ trợ cho việc kinh doanh. Thì đó là những cái mà các bạn nên đầu tư, và bao nhiêu tiền bạn phải đầu tư, vì cho dù như nào nữa thì phi thương thì bất phú, đúng không ạ. Còn vấn đề đầu tư thì năm nay khả năng là chúng ta sẽ không nói nhiều, mà tập trung trực diện vào vấn đề về kinh doanh, và kinh doanh như thế nào để thành công, đúng không ạ. Và tất cả kết quả của tôi, đúng không ạ, nhắc lại một lần nữa là được đi từ digital marketing, chứ không phải vấn đề là do ông Quyết Đào ông ấy bán sản phẩm A, sản phẩm B. Xin thưa rằng là bây giờ là tôi đang kinh doanh 12 ngách,
và tất cả các ngách này tôi đều có đơn hàng, đúng không ạ? Và tiền, bây giờ thì cái qua cái vấn đề về cái dòng tiền, đúng không ạ? À, được kiếm tiền như thế nào, đúng không ạ? Thì tiếp tục, đúng không ạ? Về vấn đề, đúng không ạ? Kết quả thì vừa sai mình đã theo rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ là những cái dòng nguồn, đúng không ạ? Nguồn để phát sinh, chuyển đổi, đúng không? Nguồn để phát sinh chuyển đổi có nghĩa là cái nơi mà tôi tạo ra cái dòng tiền của mình. Một đấy, tôi làm dropshipping, đúng không? Với 12 ngách. Tuy nhiên rằng lời khuyên cho anh em mình khi mà bắt đầu đó là không nên tập trung quá nhiều vào những cái ngách mà chúng ta không biết. Hãy tập trung 1-2 ngách là thế mạnh để bắt đầu, đúng không ạ? Chứ sau đó là dùng cái công thức đó, đúng không ạ? Dùng cái kinh nghiệm đó để chúng ta làm thêm ngách tiếp theo. Thì khi mà ngách tiếp theo nó phân lên ấy, nhân lên thì chúng ta cần phải có thiết bị mới, chúng ta cần phải có nhân viên, nhân sự hoặc là người đồng hành. Bạn nên nhớ điều đó nhé, chứ không phải là làm một phát 12 ngách là sẽ giàu, mà làm một ngách cũng sẽ giàu, đúng không ạ? Một ngách duy nhất thôi là đã đủ giàu lắm rồi, đúng không ạ? Và từ đó bạn nhân lên nữa, thì đó là cái quy trình. Ok, cái thứ hai, cái nguồn tiền thứ hai mà tôi làm ra là từ kinh doanh, đúng không ạ? Thực tế là cái này là cái thứ nhất đấy, từ kinh doanh có nghĩa là dropship, đó là vấn đề chắc rồi, đúng không ạ? Còn cái kinh doanh, đúng không ạ? Thì hiện tại tôi đang có là chủ shop, đúng không ạ? Chủ shop điện thoại thì tôi cũng đang kinh doanh điện thoại và laptop và phụ kiện, ba vấn đề này, đúng không ạ? Tôi có hai cái shop, đúng không ạ? Shop offline là từ kinh doanh, đúng không ạ? Cái thứ ba là tôi kiếm tiền từ việc đào tạo và huấn luyện, đúng không ạ? Đào tạo và huấn luyện là sao? Là tôi cung cấp, đúng không ạ, các cái quy trình, những cái cách thức để cho những cái bạn, đúng không ạ, muốn thực chiến kinh doanh, học về gì ạ, rất là nhiều khóa học được tôi đã tạo ra một cái nền tảng, đó là kinh doanh online z, kinh doanh online z.com, và đây là nơi, đúng không ạ, đào tạo trực tuyến, đúng không ạ, mà tôi up những cái khóa học lên trên đấy, rất là nhiều module, đúng không ạ, về Facebook marketing, về digital marketing, về Facebook marketing, đúng không ạ, về content, về sell top, về website, về Shopee, đúng không ạ, còn rất là nhiều những cái khóa học nữa, đúng không ạ, và huấn luyện những cái bạn, đúng không ạ, muốn thực chiến là cái thứ nhất, những cái bạn là chủ shop, chủ doanh nghiệp mà muốn tạo ra được cái quy trình, đúng không ạ, và đây là một trong những cái nguồn tiền rất là nhiều, đúng không ạ, và tôi đã kiếm được từ việc mà huấn luyện và đào tạo. Thứ ba là việc vừa xong á, đúng không ạ, cái việc mà kết quả đi từ digital là đúng rồi, sau khi mà biết được cái quy trình, biết được cái quá trình vận hành, tôi đã tạo ra những cái công cụ và foreign software được hình thành, đó là cái công cái site web, đúng không ạ, mang dáng dấp của một cái công ty về công nghệ, cung cấp những cái giải pháp, đó là Forey Software, đúng không ạ, đưa ra những cái phần mềm, các cái công cụ phần mềm, và tôi đã bán được rất là nhiều cái công cụ này, những cái phần mềm này, ví dụ như là Auto Marketplace, đăng tải rất là nhiều bài, đúng không ạ, lên trên internet bằng tool, đúng không ạ, hay là Auto Group, đúng không ạ, tự động đăng vào trong các cái nhóm ở trên Facebook, hay là auto live stream, đúng không ạ, rồi là auto scan để spy đối thủ, hoặc là phân tích thị trường, hoặc là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, có rất là nhiều công cụ, đúng không ạ, đấy. Và một cái thứ tư nữa đó là từ dịch vụ, bản thân đội nhóm, đúng không ạ, đội nhóm của admin cũng đang cung cấp những cái dịch vụ khá là chất lượng. Từ đâu ạ? Từ việc là việc như là làm website, đúng không ạ? Hay là cung cấp những cái nick, đúng không ạ? Hay là tối ưu những cái mảng về content, tối ưu về sell top, đúng không ạ? Và đây là năm cái nguồn tiền mà tạo ra một cái lợi nhuận gần 1 tỷ, đúng không ạ? Gần 1 tỷ từ internet trong cái năm 2020 của tôi. Và anh em mình sẽ đặt ra là wow, nhiều như vậy làm sao mà bạn có thể tiếp cận, đúng không ạ? Nhiều như thế này làm sao để bạn có thể tiếp cận, đúng không ạ? Bao nhiêu anh em mình muốn giải nghĩa, muốn phân tích, đúng không ạ? Muốn mổ xẻ làm sao để làm được tất cả những vấn đề đó trong một quy trình kinh doanh, bao nhiêu anh em mình muốn ạ? Và đây là cái món quà đầu tiên mà tôi muốn hướng dẫn anh em mình, đúng không ạ? Để chỉ cho anh mình cái hướng đi trong 2021, đúng không ạ? Một cách rõ ràng làm sao để có thể tối ưu trong một quy trình kinh doanh có đầy đủ những vấn đề này. Và đó là tạo ra doanh thu của tôi, đúng không ạ? Lần 1 tỷ thì anh em mình mà làm được, đúng không ạ? Thì ít nhất rằng ấy, chúng ta cũng sẽ phải đạt được vài trăm triệu là điều đương nhiên. Nó không quá khó và hoàn toàn thực tế, nó đi từ cơ sở, đúng không ạ? Bao nhiêu anh mình muốn nghe cái quy trình này ạ? Bao nhiêu anh mình muốn nghe cái quy trình này
và tôi sẽ show cho em mình cái quy trình thực tế. Quy trình thực tế làm thế nào để đưa tất cả những vấn đề này vào trong một quy trình kinh doanh. Bao nhiêu anh mình muốn ạ? Và đây là cái cơ hội đầu tiên, đúng không ạ? Món quà đầu tiên, đúng không ạ? Một cái phần lì xì, nó không phải là gì ạ? Tiền. Tiền cho đi là sẽ hết, nhưng mà cái hướng đi, cái mục tiêu, cái cách vận hành, đây là bí mật mà chắc chắn tôi nghĩ rằng chỉ có những bạn ở trong VIP member là thứ nhất, thứ hai là những cái người mà trả phí rất là nhiều tiền mới được chỉ dẫn. Và bao nhiêu anh em mình muốn ạ? Còn các anh em khác không muốn thì như thế nào ạ? Thì anh mình muốn chia sẻ những cái vấn đề như thế nào, đúng không ạ? Và năm cái cách kiếm tiền này: kinh doanh dropship, đúng không ạ? Cung cấp các cái công cụ, những cái vấn đề về dịch vụ, đúng không ạ? Những cái vấn đề về đào tạo huấn luyện là năm thứ, còn một cái nữa, đúng không ạ? Còn một cái nữa là affiliate marketing, 6 thứ, đúng không ạ? 6 cái vấn đề này tạo ra nguồn tiền. Affiliate trong năm vừa rồi mình kiếm được gần khoảng gần 5.000 đô, là khoảng gần 100 triệu đấy, khoảng 100 triệu. Đúng không ạ? 6 thứ nhá, còn một cái nữa. Ok. Rất là nhiều anh em muốn nghe, đúng không ạ? Và đây là món quà đầu tiên mà tôi muốn chỉ dẫn anh em mình làm sao để tạo ra một cái quy trình như thế này. Ok, bắt đầu. Quy trình, đúng không ạ? Và cái cuối cùng, đúng không ạ? Đó là affiliate nha. Affiliate marketing. Và tất cả những cái này được drop lên trong một cái quy trình kinh doanh, có nghĩa là trong năm 2021 đấy, 2020 ấy, là tôi đã làm, đúng không ạ? Tức là tôi đã triển khai 6 cái vấn đề này trong một quy trình kinh doanh, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì cái điều tối kỵ trong kinh doanh đó là việc bạn làm rất là nhiều việc cùng một lúc và nó không cùng một quy trình. Có nghĩa là bản thân bạn buổi sáng ấy, thì đi làm công việc chính của mình, có thể là làm nghề văn phòng, có thể là làm công nhân, bất kỳ, đúng không ạ? Làm một cái công việc gì đó. Buổi chiều ấy thì chúng ta lại làm, ví dụ như là mở ra một cái quán cà phê trà sữa thì chúng ta phải lên trên đó phụ. Buổi tối thì lúc này chúng ta mới học, đúng không ạ? Học để làm về gì ạ? Làm marketing. Rồi lại buổi khuya đấy thì chúng ta lại gì ạ? Đầu tư một chút về vấn đề về tiền ảo, chứng khoán gì đó, vân vân, đúng không ạ? Và trong một ngày bạn làm 4 công việc nó không song song, không cùng vấn đề. Ví dụ như là bạn là một nhân viên văn phòng về một cái lĩnh vực nó không có liên quan gì đến kinh doanh cả. Buổi chiều ấy thì bạn lại phụ làm kinh doanh, là kinh doanh offline. Buổi tối thì bạn lại kinh doanh online. Buổi khuya thì bạn lại đầu tư tài chính. Thì đây là những cái mà điều tối kỵ. Tôi không bao giờ, đúng không ạ, chỉ dẫn một anh em nào làm cái điều này. Mà cái điều mà trong một quy trình kinh doanh đó là chúng ta phải gia cố, đúng không ạ? Chúng ta phải triển khai cái hoạt động kinh doanh của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta đầu tiên là chúng ta phải xác định là những cái mà nó có thể là song song, song hành và nó làm đồng hành, nó phát triển được những cái vấn đề chính, đúng không ạ? Cái vấn đề nền tảng, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy tập trung. Và bây giờ là cái quy trình, đúng không ạ? Quy trình triển khai. Triển khai cho anh mình trong 2020. Và đây là cái món quà, đúng không ạ? Admin muốn đưa cho anh em mình biết, đúng không ạ? Đầu tiên, đúng không ạ? Việc chúng ta làm, đúng không ạ? Chúng ta làm luôn luôn, đúng không ạ? Luôn luôn có một cái vấn đề lõi, đúng không ạ? Cốt lõi, một vấn đề cốt lõi trong cái quá trình mà mình triển khai. Và đây là cái trọng tâm, đúng không ạ? Thì bản thân tôi trong 2020 đấy, trong 2020 tôi đã giải trình cho anh mình cái cách mà tôi đã kiếm được khoảng gần 1 tỷ, đúng không ạ, Việt Nam đồng, ở trong cái bối cảnh mà kinh tế nó khó khăn như thế này, đúng không ạ? Và đây là cái mà cái hướng đi cũng giống như là cái chỉ dẫn gan ruột của mình trong cái buổi Zoom cuối năm, để cho anh mình trong một cái khí thế năm mới, đúng không ạ? Cũng là một cái món quà. Thực tế là trong cái quy trình này tôi chỉ hướng dẫn như anh em ở trong Digital Marketing Team và VIP Member, đúng không ạ? Thì ở trong đây, trong cái buổi này thì tôi sẽ cố gắng, đúng không ạ, truyền tải cho em mình những cái cách, đúng không ạ, chia sẻ lại những cái kinh nghiệm, đúng không ạ? Nếu như mà em mình cảm thấy hay, có thể ứng dụng được thì mình ứng dụng, còn em mình cảm thấy rằng nó không phù hợp với bản thân mình thì có thể là tham khảo. Ok không ạ? Đồng ý không ạ? Ok, anh em mình có đồng ý không ạ? Tất cả anh em mình trả lời ạ, có đồng ý không ạ? Ok. Thì bây giờ, đúng không ạ, thì trong quá trình mà làm tất cả những cái quy trình này, đúng không ạ, tất cả những quy trình này được drop trong một quy trình triển khai, đúng không ạ, cùng hướng,
cùng hướng, cùng hướng, cùng hướng và song hành với nhau. Tức là tôi không có làm những công việc như vừa xong tôi nói là hai ba công việc khác nhau hoàn toàn, nó làm cho chúng ta không thể tăng trưởng được. Thì luôn luôn bạn cần phải xác định được cái sản phẩm mục tiêu, đúng không ạ? Vấn đề mục tiêu chứ không phải là sản phẩm mục tiêu. Nếu như mà em mình làm cho một ngách, nếu như mà anh em làm một ngách nhá, thì sẽ có sản phẩm mục tiêu. Còn nếu như mà ở trong hệ sinh thái, trong một cái quy trình thì sẽ có vấn đề mục tiêu. Thì trong 2020 ấy, thì tôi đã lấy dropshipping là vấn đề mục tiêu và dropshipping là vấn đề, đúng không ạ? Dropship là vấn đề mục tiêu, nền tảng cốt lõi. Đây là cái vấn đề trung tâm, đúng không ạ? Vấn đề trung tâm mà tôi đang triển khai. Sau khi quá trình làm dropship, đúng không ạ? Thì gì? Thì việc mà mình có kinh nghiệm, đúng không ạ? Việc mình có kinh nghiệm đấy, việc mình có kinh nghiệm. Chứ không phải tôi đi từ kinh doanh nha. Và trong năm 2020 đó, tôi đi trực tiếp từ vấn đề là làm dropship. Sau khi mà có kinh nghiệm rồi, đúng không ạ? Sau khi mà có kinh nghiệm rồi đó, thì cái mà tôi làm tiếp theo, đúng không ạ? Đây, cái mà tôi làm tiếp theo sau khi mà tôi có kinh nghiệm rồi, đó là việc tôi làm, đúng không ạ, dịch vụ triển khai cho người khác. Có nghĩa là sau khi mà tôi đã thành công ở cái ngách phụ kiện điện thoại, trong cái vấn đề dropship, tôi đã kết nối để tôi làm các cái dịch vụ, là việc mà xây dựng các cái hệ thống cho những cái doanh nghiệp, cho những cái đối tác chiến lược của tôi, và thậm chí tôi trở thành đối tác chiến lược của họ trong các cái ngách như là ví da, đồng hồ, túi sách. Đây là những cái cơ duyên, cũng giống như là cái cơ duyên, đúng không ạ? Và đây là những cái mà tôi cảm thấy rằng nó phù hợp, đúng không ạ? Nó song hành với mình, đúng không ạ? Tôi cung cấp những cái dịch vụ về marketing, và dropship cho những cái doanh nghiệp. Quá trình khi mà tôi lại đạt được cái kết quả, đúng không ạ? Kết quả tốt rồi, đúng không ạ? Tôi tiếp tục, đúng không ạ? Triển khai, đúng không ạ? Tôi tiếp tục triển khai hoạt động là đào tạo huấn luyện. Với cái quan điểm, đúng không ạ? Đào tạo huấn luyện. Với cái quan điểm ở trong Forry mà tôi chỉ dẫn những anh em mà ở trong leader team ạ, đúng không ạ, là bản thân mình phải làm được, đúng không ạ? Đây này, bản thân mình phải làm được hãng. Sau đó thì mình mới làm được cho người khác, mình làm được cho mình. Mình làm được cho người khác thì mình mới đào tạo được người khác, đúng không ạ? Sau khi mà tôi huấn luyện được một đội nhóm làm và rất là thân cận, rất là thân tín với tôi, và tôi chỉ toàn bộ những cái vấn đề mà tôi đã làm như thế nào, giống như ngày hôm nay tôi chỉ cho các bạn tôi đã làm như thế nào, từng bước một, thì anh em á rất là tin tưởng và tín nhiệm tôi và đồng hành cùng với tôi để tạo ra những cái hệ sinh thái lớn hơn nữa, có một cộng đồng to lớn hơn nữa để gì ạ, cùng kinh doanh với nhau, cùng nhau phát triển, cùng chia sẻ những kinh nghiệm. Thì cái vấn đề đào tạo huấn luyện này á, thì có việc là tôi sẽ thu phí, đúng không ạ, và trả những cái loại phí mà nó rất là chất lượng, đúng không ạ, những cái lời khen có cánh, đúng không ạ, như là gì ạ, như việc mà anh em mà như kiểu là nếu như á, bạn hình dung là nếu như mà người khác không biết ấy, thì tưởng đâu là lùa gà, là bạn phải hiểu là như vậy rồi, đến nỗi mà những cái kết quả nó mà nhiều người ta không tin, đúng không ạ? Kể cả tôi nói trong đây cũng không tin, mà xíu nữa sẽ có những anh em ở trong này, đúng không ạ, đã hỏng, đúng không ạ, đã ở trong nhóm, tôi biết ở trong Zoom này có những bạn ở trong nhóm này sẽ chia sẻ, đúng không ạ, sau khi tôi nói cái quy trình này xong sẽ cho anh em mình những cái nhận định về Forry và đánh giá về admin để cho nó khách quan nhé. Thì sau khi mà làm xong đào tạo huấn luyện xong á, thì quá trình kinh doanh thì nảy sinh những cái vấn đề, đúng không ạ, nảy sinh vấn đề là làm thế nào, đúng không ạ, làm thế nào để tôi có thể gia tăng được cái quá trình này, đúng không ạ, tối ưu hóa cái quá trình này á, thì tôi mới làm ra một cái là dịch vụ, đúng không ạ, làm ra một cái gọi là cái phần mềm, đúng không ạ, phần mềm. Và tôi đã ứng dụng những cái phần mềm, và tôi ứng dụng rất là thành công những cái phần mềm như là Auto Market Play, Auto Group để gì ạ, để tạo ra hàng nghìn cái traffic, để tạo ra hàng nghìn cái chuyển đổi khác nhau ở trên internet, và tôi cũng hướng dẫn lại những người khác nữa, và tôi cũng bán những cái phần mềm này. Và tôi lại có một cái nguồn thu nhập rất là ổn định từ cái vấn đề về phần mềm này, đúng không ạ? Thì sau khi, đúng không ạ, mà làm phần mềm, đúng không ạ, thì tôi tiếp tục, đúng không ạ, làm những cái vấn đề liên quan đến website, thì hosting, quá trình mà triển khai đấy thì nó cho mình thêm một cái cơ hội nữa là về cơ hội về affiliate marketing. Tức là mình làm được cho mình rồi, mình chỉ dẫn lại người khác, mà tôi đào tạo cho anh mình miễn phí, và tôi chỉ ăn tiền
hoa hồng đúng không ạ? Hoa hồng tức là tiền mà cái đối tác triển khai đấy người ta trả cho mình, còn lại cái kiến thức dành cho các bạn gần như là miễn phí đúng không ạ? Cho đi trước nhận lại sau, và đây là cái chiến lược mà tôi làm cho cái quá trình này đúng không ạ? Thì tiếp theo đúng không ạ? Quá trình này sau khi mà xong rồi đó đúng không ạ? Affiliate marketing đúng không ạ? Thì cái việc kinh doanh nó được bổ trợ rất là nhiều, như là tôi kinh doanh khi mà quá trình mà anh em mình làm á lại phát sinh vấn đề là cần phải điện thoại làm MMO này, cần phải phát sinh vấn đề làm laptop làm MMO này, thì tôi là người đang kinh doanh vấn đề này mà, vậy hình dung không? Và tôi lại bổ trợ được cái vấn đề về kinh doanh cho mình, và có rất là nhiều anh em mình ủng hộ và tin tưởng đúng không ạ? Và đây là cái hiệu ứng, đây cũng là một trong những chiến lược kinh doanh, có nghĩa là khi mà bạn làm tốt những cái vấn đề khác thì những cái sản phẩm sau đúng không ạ? Đây là chiến lược của Apple áp dụng cho AirPods là cái tai nghe nhỏ nhỏ đấy, AirPods tức là cái iPhone rất là tốt rồi, Apple đúng không ạ? Ra cái AirPods, bạn nên nhớ rằng cái AirPods không phải là cái đúng không ạ? Cái sáng tạo của thằng iPhone đâu nha, nhưng mà nó lại trở thành một trong những cái sản phẩm bán cực kỳ chạy, và nó làm nên tên tuổi thương hiệu. Mà khi mà nhìn cái AirPods đó là mình nghĩ về iPhone, nhưng mà không phải đúng không? Cái AirPods đấy là của rất là nhiều cái hãng khác người ta đã sáng tạo ra rồi đúng không ạ? Thì cái việc kinh doanh này của mình cũng sử dụng cái chiến lược như vậy. Đây này, đó, thì xíu nữa nói hết tất cả những vấn đề mà mình làm, tôi sẽ cho anh mình cái chiến lược cho từng vấn đề luôn nha. Và cái cuối cùng đúng không ạ? Cái cuối cùng đúng không ạ? Cái cuối cùng đúng không ạ? Và đó là sự nhân bản nhóm. Thực tế là có 6 vấn đề đúng không ạ? Và nhân bản nhóm tức là sao ạ? Nhân bản nhóm tức là tôi đã triển khai đúng không ạ? Áp dụng cái mô hình đúng không ạ? Này cho rất là nhiều những cái đối tác khác, cho những cái mặt hàng đúng không ạ? Cũng giống như là những cái sản phẩm đúng không ạ? Rồi là tạo ra như là những cái dịch vụ tương ứng này, tạo ra những khóa đào tạo mà tạo ra có nhu cầu tương ứng này, đối với thị trường tương ứng này, tạo ra những cái phần mềm đúng không ạ, liên kết những cái phần mềm tương ứng này đúng không ạ, tạo ra những cái sản phẩm affiliate tương ứng này, hay là triển khai cái vấn đề về kinh doanh tương ứng đúng không ạ. Đó là sự nhân bản, và toàn bộ như vậy này đúng không ạ, là quá trình vừa qua đúng không ạ, tôi đã làm liên tục trong một năm vừa rồi và đạt được những cái kết quả mà như anh mình nhìn thấy đấy đúng không ạ. Sơn sẽ vẽ lại cái mô hình cho anh mình xem nhé. Và nó không quá khó đúng không ạ? Và đây là cái quá trình triển khai. Và tôi hy vọng rằng anh em mình sẽ có những cái nhìn nhận thấu đáo hơn đúng không ạ? Có những cái hướng đi tốt hơn đúng không ạ? Có những cái vấn đề đúng không ạ? Có những cái mà mình làm đúng không ạ? Cho thật là tốt cho 2020 và nó tránh những cái rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra đúng không ạ. Và hiện tại đấy thì có rất là nhiều anh em mình đúng không ạ, kể cả các bạn sinh viên đúng không ạ, cũng có những cái kết quả thành tựu rất là lớn đúng không ạ. Từ đâu đúng không ạ, ban đầu là từ Foreign Center đúng không ạ, ban đầu còn rất là nhiều đối thủ nữa, thậm chí là các đối thủ người ta cũng ở trong đây đúng không ạ, người ta học rất là nhiều những cái quy trình, những cái cách thức của tôi đúng không ạ, thậm chí là copy nguyên cái mô hình này đúng không ạ, để kinh doanh. Thì trong đây là cái vấn đề đầu tiên đúng không ạ. Thì cái chiến lược mà tôi áp dụng cho từng vấn đề là như thế nào? Đầu tiên á, trong dropship đúng không ạ, thì cái chiến lược này là những cái chiến lược kinh doanh đúng không ạ, thì những cái chiến lược kinh doanh thực tế, những cái chiến lược kinh doanh thực chiến được đưa vào trong này, rất là nhiều chiến lược kinh doanh thực tế để làm sao để có đơn hàng đúng không ạ. Bạn cần phải làm đa kênh, bạn phải làm phễu marketing, bạn phải áp dụng chiến lược như là giảm giá này, áp dụng chiến lược cái combo này, áp dụng chiến lược về content, áp dụng chiến lược về tiêu đề, áp dụng những vấn đề về so sánh đúng không ạ, gọi là ceiling, áp dụng chiến lược về feedback đúng không ạ, áp dụng chiến lược về gì ạ, upsell sản phẩm. Tại vì đây là kinh doanh đúng không ạ, chúng ta phải áp dụng toàn bộ những vấn đề kinh doanh vào trong gì ạ, vào trong kinh doanh, chứ không phải là dropship là mang cái sản phẩm đó đúng không ạ, quảng bá một cách đại khái, một cách cơ bản đâu đúng không ạ.
thì tất cả quá trình này ấy, thì nó tạo ra gì mình cho mình rất là nhiều kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh, à, cho mình rất là nhiều cái kinh nghiệm để chúng ta thành công, để chúng ta có một cái kết quả tốt hơn, đúng không ạ? Thì sau khi làm tốt rồi, đúng không ạ, thì mình mới tạo ra được cái dịch vụ. Và trong cái dịch vụ này ấy, thì mình cái chiến lược ở đây là cái việc mình tâm huyết, đúng không ạ? Mình làm cho mình như thế nào thì mình làm cho người khác như thế, đúng không ạ? Mình hướng dẫn người khác như thế, đúng không ạ? Thì cái việc mà tôi đã có những cái sale đầu tiên trong cái vấn đề làm dịch vụ, làm content hay làm sale và đạt được những cái kết quả khá là tốt cho cái đối tác của mình, và từ đó là người ta lại giới thiệu mình nữa, đúng không ạ? Cho những cái người khác nữa, và đội nhóm có cái công việc làm, đúng không ạ? Vấn đề về huấn luyện và đào tạo thì cái vấn đề này là thế mạnh của Forex gần như là như thế. Và tôi tự tin rằng Forex Center là một trong những trung tâm đào tạo về dropship, về marketing, nó thực chiến, không hề có một chút gì gọi là gì ạ, là lý thuyết. Tại vì bản thân mình học là ứng dụng ngay, dù mọi người học xong á, mọi người nói rằng cái khóa đó là gì ạ, tầm thường hay là bình thường, nhưng mà bản thân anh em mình đang ứng dụng nó. Tôi đấy là điều mà tôi khẳng định. Tại vì sale marketing nó là quy luật mà anh em mình đã làm đến một cái trình độ nhất định là phải tuân theo, về content, đúng không ạ? Về feedback, về seeding, về các vấn đề về hình ảnh, về video, và mình phải truyền tải được về các cái nội dung đấy. Nên ra cái việc mà huấn luyện này, cái việc là mà cái chiến lược mà được đưa ra, đúng không ạ, mang tầm chiến lược, đó là sau khi mà mọi người làm được, sau khi mà mọi người có khả năng, sau khi mà mọi người đã có những cái kết quả rồi, thì đó là cái thực tế nhất, đó là cái mà nó giá trị nhất, đúng không ạ? Chứ không phải là mình vẽ vời đâu. Có nghĩa là bạn làm được thì bạn sẽ đào tạo được người khác, đúng không ạ? Chiến lược ở đây, đúng không ạ, là bạn là phải là người tạo ra kết quả, đúng không ạ? Cái phần mềm, đúng không ạ, quá trình mà chúng ta triển khai phần mềm thành công thì đây là cái việc mà mình cảm thấy rằng bây giờ cần phải có những cái công cụ để thúc đẩy cái hoạt động marketing của mình cho nó thật là lớn hơn, cho nó hiệu quả hơn. Và khi mà làm được, đúng không ạ, thì mình sẽ truyền đạt được những cái kết quả, đúng không ạ, cho bên ngoài, và người ta cảm thấy rằng những cái, đúng không ạ, những cái đối tác người ta đang cần những cái công cụ như vậy và mình chia sẻ, đúng không ạ, cũng xuất phát từ dropship mà ra, đúng không ạ. Affiliate, quá trình mà làm đấy thì rất là nhiều anh em mình cần phần mềm này, cần công cụ này, cần website này, cần hosting này, đúng không ạ? Thì tôi không có bán, đúng không ạ? Nếu như mà bán thì lại có thêm rất là nhiều lợi nhuận, nhưng mà tôi không có bán, tôi chỉ là ăn hoa hồng thôi, đúng không ạ? Ăn hoa hồng từ việc cái giới thiệu mà việc mà anh em mình triển khai website hay là hosting, tên miền hay là phần mềm, những cái công cụ, đúng không ạ? Thì trong đó nó có những cái về affiliate mình hướng dẫn, đúng không ạ? Vì mình làm được rồi, đúng không ạ? Mình triển khai website là như thế đó, đúng không ạ? Và bây giờ mình muốn chia sẻ lại cho người khác, đúng không ạ? Chia sẻ cho người khác và người khác làm, đúng không ạ? Thì mình đào tạo họ miễn phí và mình sẽ nhận lại cái giá trị là việc là mình đúng theo cái giá trị của mình một cách cơ bản thôi, chứ tôi không có lấy tiền, đúng không ạ? Kể cả anh mình có những cái nhóm website đến tầm 400-500 người, đúng không ạ? Làm, đúng không ạ? Hiện tại cái nhóm web cũng là đến tầm hơn 100 người, đúng không ạ? Một nhóm web 1-2, đúng không ạ? Hơn 100 người làm được website. Nhưng mà tôi đâu có thu phí tiền đào tạo web, đúng không? Thì cái việc mà affiliate thì nó là mình lấy ở chỗ đó, đúng không ạ? Còn có quá trình kinh doanh thì mình bổ trợ rồi, đúng không ạ? Từ việc mà mình uy tín, cái chiến lược, đúng không ạ? Chiến lược ở đây là mình cái chiến lược viral, đúng không ạ? Khi mà làm được những cái kết quả tốt thì những người khác sẽ tin tưởng mình rất nhiều, đúng không ạ? Rồi nhân bản nhóm, đúng không ạ? Chiến lược nhân bản, đúng không ạ? Và quy trình này triển khai, đúng không ạ? Song song cùng lúc, đúng không ạ? Mình làm kinh doanh vẫn được, làm dropship, đúng không ạ? Vẫn được, tại vì nó cùng chung một cái nền tảng, đó là gì ạ? Nó cùng chung fanpage, nó cùng chung website, cùng chung YouTube, cùng chung TikTok, đúng không ạ? Cùng chung những cái kênh, đúng không ạ? Kênh online. Mình có thể quảng bá song hành, đúng không ạ? Và việc đào tạo huấn luyện này là cái việc mà hàng ngày của mình cũng đang làm mà, đúng không ạ? Mình đang làm và tôi hướng dẫn lại bạn Shopee này, tôi hướng dẫn bạn về dropship này, tôi hướng dẫn bạn lại về fanpage này, làm TikTok như thế nào, tất cả những vấn đề tôi có gì tôi chỉ lại cho bạn và tôi thu phí, đúng không ạ? Và rất là nhiều bạn sẵn sàng trả phí để học những cái điều thực tế và kết quả cho thấy rằng là các bạn làm ra kết quả thiệt, đúng không ạ? Và đó là điều mà tôi cảm thấy, một là lúc nào có cảm thấy trách nhiệm với anh em mình, rất là trách nhiệm đối với anh em mình, và anh mình hỏi vấn đề gì á tôi đều trả lời. Và thậm chí rằng có những anh em mình cảm thấy rằng em cảm thấy rằng rất là bận, đúng không ạ? Em cảm thấy chưa phù hợp, em cảm thấy như thế này thế kia và muốn refund, tôi cũng vẫn refund cho anh mình 50%, đúng không ạ? Thậm chí là những cái bạn mà không hiểu vấn đề, đúng không ạ?
và không làm theo hướng dẫn, tôi refund 100% luôn, khỏi phải học nữa, đúng không ạ? Quan điểm là mình vào để học chứ không phải vấn đề là vào để mình xem và mình soi xét, đúng không ạ? Không hiểu mình phải hỏi, và trong nhóm cũng vậy, không hiểu phải hỏi, đúng không ạ? Thì quy trình gọi triển khai là nó là cái lộ trình như vậy song song. Thì khi mà mình làm cái này á, mình sẽ học được những cái kiến thức, đúng không ạ? Những cái kiến thức cần trang bị. Cần trang bị thì không phải ôm hàng, đúng không ạ? Trong đây thì hoàn toàn không thấy cái chỗ nào là ôm hàng ở đây hết, đúng không ạ? Làm dropship thì cần ôm hàng thì đâu, chỉ có trong kinh doanh thôi, đúng không ạ? Anh em nào mà kinh doanh thì có thể bổ trợ này, ok chưa ạ? Còn lại kinh doanh là vấn đề của anh em mình nhé. Còn lại xuất phát lấy dropship ở trung tâm thì đâu có cái chỗ nào cần ôm hàng đâu, đúng không ạ? Thì bây giờ các cái chiến lược đã rồi, đúng không ạ? Cái quy trình đã rồi thì kiến thức cần trang bị là gì? Một đấy là mọi người cần phải có kiến thức về về content. Đầu tiên là về vấn đề content, thì trong đấy vấn đề content thì nó sẽ gồm hình ảnh, đúng không ạ? Hình ảnh mình phải biết chỉnh ảnh một cách cơ bản làm cho nó đẹp lên, mình phải biết ghép lại những cái video, đúng không ạ? Làm ra những cái video nó tốt hơn, hay là mình nói chuyện, mình review những review video, đúng không ạ? Mình phải viết, đúng không ạ? Viết bài làm sao để cho người khác, người ta đọc được, người ta hiểu được, người ta cảm được cái vấn đề mình muốn truyền tải. Thì đấy vấn đề là trang bị đầu tiên là vấn đề về content đó. Bạn làm Shopee, bạn làm website, bạn làm fanpage, cái làm cái gì tôi không còn biết, nhưng mà hình ảnh các bạn mờ căm mà không ai nhìn thấy được thì chắc chắn rằng khách hàng sẽ không bao giờ mua, đúng không ạ? Video bạn làm lộn xộn, đúng không ạ? Bạn không có cái truyền cảm hứng cho người khác, video bạn không làm viral, bạn không có hiểu vấn đề về cảm nhận của khách hàng, thì dù bạn làm ra thì đó là một cái sản phẩm lỗi, đúng không ạ? Gọi là rác trên internet thì không phải là cái content, đúng không ạ? Bạn viết bài quá dài hay là bạn viết bài quá ngắn, đúng không ạ? Hay là bạn viết bài mà làm cho người khác cảm thấy khó chịu thì đó là những cái lỗi, đúng không ạ? Bạn cần phải chỉnh sửa và bạn cần phải học những cái vấn đề này. Một là content, hai đó là sau khi mà học được content này, bạn cần phải học đăng kênh, đúng không ạ? Đăng kênh, bạn cần phải học truyền tải qua fanpage, bạn cần phải bán hàng qua group, bạn bán hàng qua Facebook cá nhân, đúng không ạ? Bạn cần phải bán hàng qua Shopee, đúng không ạ? Là thương mại điện tử đó, đúng không ạ? Sen đỏ, Tiki, đúng không ạ? Bạn phải cần biết làm, đúng không ạ? Làm website, đúng không ạ? Hay là TikTok, hay là YouTube. Rất là nhiều cái gọi là đa kênh, đúng không ạ? Quảng bá đa kênh. Và quá trình tìm hiểu đa kênh này thì bạn có những cái kỹ năng tương tự như thế. Và nó tốn thời gian, đúng không ạ? Xin thưa rằng nếu như mà gặp người chỉ bạn thực tâm á, thì bạn chỉ cần khoảng mỗi cái module này bạn chỉ cần mất 2 đến 3 tuần là bạn tiếp cận rồi. Và bạn có hả? Sau đó bạn up content tương ứng lên các cái kênh này thôi thì nó là vấn đề, nó là song hành. Chứ không phải là vấn đề là một tháng trời bạn học website thì ở chỗ này có hơn 20 kênh thì chẳng lẽ bạn mất 20 tháng à? Không thể, đúng không ạ? Và trong này có bạn Nguyễn Thắng, đúng không ạ? Nguyễn Thắng hôm nay không biết là có ở trong đây không, đúng không ạ? Chỉ mất đâu đó khoảng tầm 6 tháng là có tất cả các kênh, mà bây giờ bạn đang có một cái quy trình rất là bài bản cho phụ kiện điện thoại, mang về một cái số lượng doanh thu rất là lớn, đúng không ạ? Bạn cần phải biết về đa kênh. Tiếp theo là bạn phải học về SEO top Google, đúng không ạ? SEO top Google là bạn tối ưu hóa, đúng không ạ? Bạn gõ, đúng không ạ? Bạn gõ sản phẩm, bạn gõ dịch vụ, bạn gõ tên của bạn trên Google và tìm được bạn ở cái top, ít nhất là top 10 Google để tăng tỷ lệ chuyển đổi. Và cái này là cái việc mà chúng ta quảng bá mang tính chất lâu dài, miễn phí, đúng không ạ? Không cần phải chạy quảng cáo, đúng không ạ? Đấy, thì bạn phải nên học SEO, đúng không ạ? Bạn phải học về gì nữa ạ? Bạn phải hiểu về Facebook Marketing, đúng không ạ? Là việc mà ứng dụng tất cả những kênh trên Facebook để quảng bá. Trong đó có chạy quảng cáo, đúng không ạ? Chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo, đúng không ạ? Chạy quảng cáo nói chung, đúng không ạ? Có thể là Google, Facebook, để TikTok, để gì ạ? Để chúng ta có thể gia tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi trên các kênh đó. Tức là đẩy lượng tiền vào để sinh ra tiền, đúng không ạ? Mình có thể không có kết quả nhưng mình phải biết cái tiềm năng của nó để mình có thể gì ạ? Mình kết nối này, mình có thể là mình đến một lúc nào đó mà mình cần, đúng không ạ? Mình có thể hướng dẫn, đúng không ạ? Mình có thể chỉ hướng dẫn những người mà người ta giỏi hơn để người ta có thể làm được, đúng không ạ? Nhưng mà mình phải biết, bạn nên nhớ điều đó, đúng không ạ? Chạy quảng cáo, bất kỳ chạy quảng cáo Facebook, TikTok, đúng không ạ? Hay là Google đều được, đúng không ạ? Vấn đề tiếp theo là bạn cần phải học về affiliate marketing. Kiến thức này cơ bản thôi, đúng không ạ? Khi mà mình làm được cho mình rồi thì mình hoàn toàn có thể là hướng dẫn lại người khác, và mình có thể ăn affiliate những cái vấn đề này. Và học affiliate marketing là gì ạ? Những cái dự án song song. Như là tôi làm ở cái hosting,
tôi làm về phần mềm email marketing, đúng không ạ? Nó song song với những cái vấn đề mà tôi đang làm hàng ngày này, và tôi chia sẻ những cái kiến thức mà tôi đang làm, đúng không ạ, cho những người khác, và người khác đang làm tốt hơn, người ta đang ứng dụng và mình ăn hoa hồng từ việc mà mình giới thiệu đó. Nó rất là song hành, bạn hình dung không ạ? Nó không bị cự nhau, nó không bị tốn thời gian, đúng không ạ? Và cái, đúng không ạ, cái tiếp theo nữa là bạn phải học về gì ạ? Bạn học về website, đúng không ạ? Cái những cái phân tách ra, đúng không ạ? Website, đúng không ạ? Có kiến thức về website đi, đúng không ạ? Bạn cần phải có thêm một cái kiến thức nữa ở trong cái quá trình, đúng không ạ? Đó là việc về khả năng là tư vấn thuyết phục kỹ năng mềm. Chúng ta phải tư vấn thuyết phục, chúng ta phải nói chuyện nhiều, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu, đúng không ạ? Cảm xúc, đúng không ạ? Nắm được insight khách hàng. Insight thì chúng ta làm sao để có được cái vấn đề này, thì khi mà kinh doanh, khi mà bán hàng, chúng ta phải nói chuyện, chúng ta phải tương tác, chúng ta phải xúc phát lên, đúng không ạ? Và cái cuối cùng đó là việc ứng dụng, đúng không ạ? Ứng dụng các cái công cụ để tiết kiệm thời gian hơn. Và khi mà mình cảm thấy đó là tiềm năng rồi, khi mà bạn cảm thấy đó là tiềm năng, khi bạn cảm thấy đó là cái vấn đề mà mình đã mình tìm ra được cái hướng đi rồi đấy, thì phải tìm cách nào đó để sử dụng những công cụ, đúng không ạ, những cái vấn đề online để mình đưa vào, để mình làm nhanh hơn, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi hơn, đúng không ạ, nhân bảo nó lên nhiều lần, đúng không ạ, và tạo ra nguồn tiền. Thì đây là những kiến thức mà trong 2021 bạn cần phải trang bị, đúng không ạ? Ok. Và đây là cái quá trình, đúng không ạ, cũng như là cái hướng đi, mục tiêu, giống như là tất cả những cái vấn đề mà nó khá là nền tảng cốt lõi nhất, đúng không ạ? Để một là bạn hạn chế việc tốn kém và những thứ không cần thiết, hạn chế về thời gian, tại vì một năm, đúng không ạ? Năm nay 2020 là năm nhuận, nên chính vì lý do đó bây giờ, đúng không ạ, mới là Tết, còn năm sau nó vô cùng nhanh và chóng vánh, cực kỳ nhanh, chỉ cần lay hoa, đúng không ạ, lay hoa lay may quay qua quay lại là chúng ta hết năm. Tôi tự tin rằng năm sau sẽ là gì ạ? Một năm vô cùng nhanh, đúng không ạ? Vô cùng nhanh luôn á. Bây giờ là đã đến ngày khoảng tầm ngày mùng 10 tháng 2 rồi, đúng không ạ? Ăn Tết xong là 6 năm, đúng không ạ? 6 ngày, khoảng 7 ngày, khoảng chục ngày đi, cho đến 20 tháng 2 rồi là quay qua là hết tháng 3 rồi, là còn bao nhiêu nữa đâu, đúng không ạ? Là hết năm rồi theo cái lịch dương, đúng không ạ? Nên ra là chúng ta phải bắt đầu ngay, đúng không ạ? Một là tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian, và thời gian nó là quý giá. Bạn phải học những cái vấn đề về kỹ năng mềm nữa, về quản lý, đúng không ạ? Quản lý thời gian, đúng không ạ? Đưa ra những cái deadline, đúng không ạ? Và nếu như, đúng không ạ? Anh em mình cảm thấy ở Forex, đúng không ạ? Có những cái mà mọi người đang cần, hoặc là mọi người cảm thấy rằng đây là nơi mà bạn có thể đặt niềm tin, thì ok bạn hãy liên hệ với tôi, và tôi sẽ tư vấn cho em cái lộ trình, đúng không ạ? Tôi sẽ hướng dẫn cho em mình cái cách thức, đúng không ạ? Để gì, để cho em mình đi nhanh nhất, tiết kiệm nhất, đỡ tốn thời gian nhất, và buộc anh em mình phải gì ạ? Phải có những cái sự đầu tư đúng đắn, những cái sự đầu tư mà nó nghiêm túc, đúng không ạ? Và nó phải gì ạ? Nó phải thực tế. Tất cả những cái mà tôi chỉ dẫn cái vô cùng thực tế. Và ok, anh em cảm thấy như nào ạ? Cảm thấy có rõ, có cái hướng đi không ạ? Cảm thấy cái vấn đề này nó là mục tiêu, nó là hướng đi nhá. Nên ra là vòng trong chi tiết mổ xẻ dropship là làm những kênh nào, đúng không ạ? Affiliate như thế nào, đào tạo ra làm sao, phần mềm như thế nào, thì từng module này ấy, thì quá trình triển khai bạn theo Forex, tôi sẽ chỉ bạn từng module một, nó y như thế này luôn. Đúng không ạ? Anh em mình cảm thấy hay không ạ? Bao nhiêu anh em mình cảm thấy ý nghĩa, tốt, hay, đúng không ạ? Thì anh mình cho admin một cái, đúng không ạ? một cái status đi ạ, cho anh mình một cái caption đi ạ, một cái status, đúng không ạ? Ok không ạ? Anh mình cảm thấy nó tuyệt vời không ạ? Bao nhiêu anh em mình đã có được cái hướng đi cho mình trong 2021 này, đúng không ạ? Làm gì để trong quá trình này, chứ không thể nào mà chúng ta buổi sáng chạy bàn, buổi chiều bán hàng online được, thì điều đấy nó quá là tốn thời gian đi. Hãy tập trung, đúng không ạ? Mình đã bán hàng online tốt rồi, bây mình có thể đào tạo được người khác không ạ? Đào tạo được không ạ? Được. Mình có thể làm dịch vụ cho người khác không ạ? Đăng gì ạ? Đăng hộ người khác thôi đã cả đống tiền rồi, đúng không ạ? Mình làm biết làm content rồi mình làm cho người khác được không ạ? Được, đúng không ạ? Tôi có rất là nhiều job và nói là anh ơi, em không biết làm Shopee, bây giờ em tạo xong anh tăng dùng em được không ạ? Rất là nhiều job đó tôi không nhận. Tôi bảo là nếu như bạn muốn kiếm tiền thực sự ấy,
thì bạn cần phải đăng, bạn cần phải học đăng. Còn vấn đề mà bây giờ tôi đang dùng bạn á thì cũng được, nhưng mà một là tôi không có thời gian, hai là điều đấy nó không tốt cho bạn đâu. Nếu như mà bạn là người làm shopping chuyên nghiệp, tôi sẽ đăng dùng bạn. Bạn hình dung không? Còn nếu như mà anh mình cảm thấy là người nó thích ăn sổi một cách, đúng không ạ? Một cách nó kiểu như là không muốn làm á mà muốn có ăn á, thì về sớm muộn á nó không được gì đâu. Mình phải hiểu thì mình mới chỉ đạo được. Đơn giản là bây giờ bạn ok, bạn có tiền, bạn thấy tiềm năng, bạn thuê, ok. Nhưng mà cái người làm cho bạn đó, người ta làm như thế nào bạn không biết. Bạn chẳng biết là nó có chuẩn SEO hay không. Bạn không biết là làm như vậy là nó có thể tạo ra chuyển đổi hay không. Và bạn, mục tiêu của bạn là cứ up cho em 100, 200 bài lên trên Shopee là ok, lấy tiền thôi. Thì nó tốn tiền. Nó tốn tiền. Mình phải biết. Ví dụ như tôi thuê bạn Bích ở trong này chẳng hạn, hay tôi thuê bạn Toang ở trong này để đăng bài lên Shopee cho tôi chẳng hạn, thì tôi phải có yêu cầu cái từ nào phải ở trong tiêu đề của tôi, mô tả làm bao nhiêu dòng, đúng không ạ? Trong mô tả đấy sẽ chia ra cái phần nào, đúng không ạ? Sản phẩm ra làm sao, mô tả như thế nào, cái về vấn đề bảo quản hay là vấn đề về bảo hành như thế nào, đúng không ạ? Nó phải có từng mục, và đúng như vậy thì tôi mới trả tiền. Thì đó là vấn đề mình thuê, phải có kiến thức mà thuê, chứ không phải vấn đề mình đưa tiền là làm thôi. Tôi biết ở trong đây anh em mình có rất là nhiều người muốn ăn, đúng không? Ăn sẵn, đúng không ạ? Nên ra là thuê những cái dịch vụ nó không có hiệu quả. Rồi gom lại phán đoán một câu xanh dờn á là gì ạ? Em cũng làm nhưng mà không có hiệu quả gì hết đâu. Vấn đề là gì ạ? Bạn không hiểu vấn đề gì cả, đúng không? Đấy, nên rất là nhiều bạn, chứ không phải là tôi nghĩ rằng ở trong tư duy anh em mình, sâu thẳm trong anh em mình cũng như thế rồi. Mà bạn đâu biết là làm sao đấy để có một người, người ta tìm kiếm bạn ở trên Shopee thấy cái sản phẩm của bạn đâu. Nó phải chuẩn SEO, đúng không ạ? Chuẩn SEO là như thế nào, phải học SEO. Nhưng rồi xong tôi đã nói rồi đó, đúng không ạ? Vậy bạn biết đâu, biết là cái content mà nó tạo ra chuyển đổi, cũng như là nó phải đánh vào cái tâm lý của khách hàng. Nó phải đánh vào cái gì ạ? Cái nhu cầu của khách hàng, vô tình người ta click rồi, làm sao để níu chân khách hàng vào trong bài đó. Bạn mang lại lợi ích gì cho khách hàng? Có miễn phí ship hay không? Có giảm giá hay không? Đúng không ạ? Có cái quà tặng gì hay không? Chứ nếu như mà không á, thì bạn sẽ bị, đúng không ạ, ẩn trong hàng trăm triệu người khác, hàng trăm nghìn bài khác. Cái bài của bạn ấy có hàng triệu bài ở trên internet được đăng lên, đúng không ạ? Và nó sẽ được ẩn ở trong đó, nó sẽ không lên. Tại vì bạn không có điều gì khác biệt hết. Bạn nên nhớ rằng trong một lớp á, có những thằng, đúng không ạ, nó dù bao nhiêu năm qua, đúng không ạ, chúng ta không gì ạ, không có gặp mặt, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ ấn tượng. Nó gồm hai phần: một là người cực giỏi, hai là người gì ạ, cực tệ. Thì chúng ta sẽ nhớ trong kinh doanh cũng như vậy. Yếu tố quyết định để bán hàng nằm ở content, đúng không ạ? Sau khi người ta click vào rồi đấy, thì mình làm sao để giữ chân và tạo chuyển đổi, thì chúng ta phải khác biệt với những người khác. Với sự khác biệt này nằm phần lớn ở content. Bạn nên lưu ý điều này. Và khi mà mình hiểu được rồi, nắm được vấn đề rồi á, thì chúng ta mới gì ạ, chúng ta mới tối ưu nó để cho nó on top, đúng không ạ? Đúng không? On top có nghĩa là on line, đúng không ạ? Ở trên top, đúng không ạ? Nó tự động lên top, và ai đó click vào tạo ra chuyển đổi, đúng không ạ? Tạo ra cái kịch bản. Thì đó là cái mà bạn phải học, đó là cái mà bạn phải đầu tư, đúng không ạ? Đó là cái bạn phải nhìn nhận, đúng không ạ? Cho việc là bây giờ chúng ta làm đã có hoàn chỉnh chưa? Cho việc chúng ta làm, mình đang làm như vậy nó đã bài bản chưa? Mình đang làm như vậy nó có là đã hết mình chưa? Nếu chưa đấy, thì kết quả của mình đó là điều, đúng không ạ? Chúng ta phải thừa nhận. Tại vì sao? Tại vì nó là kinh doanh, nó là logic, đúng không ạ? Ok. Và bây giờ, đúng không ạ, chúng ta sẽ nghe một số anh em mình, đúng không ạ, chia sẻ, đúng không ạ, rất nhanh thôi, đúng không ạ, chị Chi này, đúng không ạ, ok, có thể chia sẻ cái quá trình, đúng không ạ, một cách nhanh thôi, đúng không ạ, những cái kết quả mà chị đã đạt được trong cái thời gian ở trong này, đúng không ạ, cho anh em mình nghe, đúng không ạ, những cái kết quả, những cái mà admin, đúng không ạ, hay là có những cái lời tri ân gì không ạ, cuối năm nay, đúng không ạ, muốn tâm sự gì ấy thì mình nói luôn nha, đúng không ạ, ok, mời chị Chi ạ. À,
Cảm ơn anh đã cho một cái buổi chia sẻ ha. Thì tính ra là mình có một cái nhóm nhỏ tính hướng dẫn mọi người, nhưng mà có lẽ là Tết á nên thành lỡ ra là thôi mình gom chung với lại áp để làm chung một cái buổi tổng. Thì thật sự thì chị cũng không có cái gì nhiều, thì không biết là ở đây là mình xin chị chắc được ha. Hôm nay là 39 tuổi, về gần với sang 40 rồi, thì có thể xin chị được chắc hầu hết là lớn hơn tất cả mọi người đây. Cũng chia sẻ một chút xíu ha. Thì chị trước đây là giáo viên non thôi, nghỉ chắc cũng được, nghỉ dạy chắc cũng được mấy năm rồi. Và chuyển qua kinh doanh online. Thì trong cái khoảng thời gian mình kinh doanh online thì mình có đi làm, mình có trợ giảng ha. Mình trợ giảng cho một cái mình có trợ giảng trợ giảng về Zalo. Mình sẽ cho mọi người xem một chút xíu về cái Zalo của mình. Thì mình trợ giảng về Zalo. Zalo ở đây. Rồi, trợ giảng về Zalo thì làm những cái gì? Những cái Zalo này là làm cho khách, làm cho khách. Rồi sau đó thì cái trợ giảng đó mình không đi làm nữa, tại vì dịch đó mình không làm nữa, bắt đầu quay quay về là làm kinh doanh online. Thì mình là chủ shop, mình là một chủ shop về mỹ phẩm, để mình có một cái shop về mỹ phẩm như thế này, có website luôn ha, đầy đủ website và fanpage. Fanpage đây có nhiều tay rất là nhiều. Xem. Fanpage ha. Fanpage thì chủ yếu là về mỹ phẩm thôi, nhưng mà trong cái năm 2020 á là một cái năm mà phải nói là mình lận đận lao đao về cái dịch. Và mình cũng không có cái hướng đi ra cho cái sản phẩm của mình. Và lúc này thì cũng nghỉ trợ giảng nữa, nghỉ trợ giảng Zalo ở nhà nữa, thì cái cuộc nói chung là nó bế tắc. Thì mình mới bắt đầu mình đi tìm kiếm và mình gặp Fori. Thì mình vào Fori, hiện tại bây giờ là vào Fori là cũng chỉ mới có 2 tháng. Thì trong 2 tháng này mình vừa học vừa làm, thì có một số cái như là lúc nãy á cũng có chia sẻ là phải làm học về kênh ha, học về hình ảnh, học về content, học tất cả. Thì mình cũng có tạo được một số cái một số cái bay dành cho sản phẩm của Fury, ví dụ như đặc sản nè, đặc sản gì mới nè ha, rồi bay sản và bay thời trang, bay túi xách. Thì mình bắt nguồn từ một cái lớp training free của Áp Cứ Đào, là lớp training về thời trang. Đây là cái bay làm trong cái khoảng thời gian training về thời trang. Thì nó bây giờ là nó được một trăm mấy lượt like thôi, mình không có chia sẻ nhiều, được trăm mấy lượt like, nhưng mà bài viết cũng lên trên này khá nhiều rồi. Thì cái khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian bước vào Story Center là mình tìm cái cơ hội, mình tìm để mình học cái cách làm sao mà mọi người có thể ra được hàng, để mình bán. Mục tiêu của mình là bán những cái sản phẩm về mỹ phẩm thôi, tại vì mình đam mê mỹ phẩm, mình không có nghĩ là mình sẽ bán những cái sản phẩm khác. Nhưng mà khi bước vào Fori á, học á, thì mình thấy là người ta mở ra cho mình một cái lớp, người ta mở ra cho mình một lớp và người ta đào tạo free. Thì mục tiêu là người ta sẽ muốn phát triển
cái ngành hàng của người ta và mình học thì mình cũng sẽ đồng hành cùng với người ta. Thì với cái suy nghĩ là mình học kiến thức của người ta thì mình cũng phải bán hàng phụ và mình cũng đồng hành để mình phát triển cái thương hiệu của người ta lên một chút, thì toàn tâm toàn ý làm, đúng đó, là toàn tâm toàn ý làm và toàn tâm làm cho cái ngách thời trang. Đầu tiên đó là ngách túi sách và sau đó là ngách thời trang, rồi bây giờ là gần Tết thì mới là tới ngách đặc sản. Thì toàn tâm toàn ý làm là bắt đầu xây, thì khi trong cái khoảng quá trình học đó là bắt đầu xây nào là xây Shopee, xây fanpage, xây group, rồi xây chủ yếu là bán trên marketplace là nhiều. Thật sự mà nói là mình bán trên marketplace rất là nhiều. Ở đây mình cho mọi người xem là cái marketplace thì tin nhắn rất là nhiều luôn. Marketplace ha. Đây, tin nhắn cực kỳ là nhiều. Và học được cái cách đó là làm sao mà viết content lên marketplace nó hiệu quả. Hình ảnh như thế nào nó thật sự hiệu quả đối với lại một cái shop marketplace. Và khi mà mình làm ở trong cái nhóm viết thì anh có hỏi một câu là muốn phát triển xa hơn và muốn đi xa hơn cùng mọi người trong Forex không, thì mình nói mình rồi mình muốn ha, và mình tham gia vào nhóm viết của Forex Center và rồi tham gia vào nhóm digital của Forex Center. Cái mạng nó hơi bị lỗi một tí. Mới bắt đầu tham gia vào nhóm digital của Forex Center thì ở đây mình học được nhiều hơn. Đây các bạn có thể xem cái hộp thư của mình ha. Rất là nhiều. Đây là một cái hộp thư mới nè. Đây là mới luôn, mới hoàn toàn luôn. Chưa có không có dám nhắn tin luôn. Mới được những tin nhắn thì còn cái này những cái tin nhắn của nhắn cực kỳ nhiều ha. Đây là trên nick. Và hiện tại bây giờ là tắt không gia hạn, cũng không có đăng bài luôn, mà rất là nhiều tin nhắn cực kỳ nhiều. Rất là nhiều, mình không chỉ chạy một nick nha các bạn, mình chạy rất là nhiều. Sao cho mọi người coi cái tài khoản của mình luôn. Hiện tại thì đang có 6 lượt xếp là mình được 5 sao ở trên marketplace. Là những bạn đây. Rồi những bài ở đây ha. Thì đó, bài viết đăng lên khá là nhiều chứ không ấy, bài viết đăng lên. Bài nghiên ý đây này. Đó. Đây có một bài nó xét hoài, nó không chịu xét ha. Rồi đây có một kênh, nó kêu mình làm mới nhưng mình không dám làm mới. Cái làm mới này là nó yêu cầu mình một là mình gia hạn hoặc là mình chỉnh sửa, nhưng mình không dám làm mới ha, tại vì làm mới một cái là sẽ có tin nhắn. Mà tin nhắn hiện tại bây giờ thì nếu mà có đơn á, nếu mà mình nhắn xác suất mình chat mà mình nhắn tin cho khách hàng á, mà khách hàng thực sự muốn mua thì xác suất là 10 2 trên 10, tức là khoảng 10 tin nhắn thì mình sẽ được 2 đơn. Tầm đó. Tại vì lúc trước đó là 100 tin nhắn thì mình có được khoảng vài đơn thôi. Khoảng 10 đơn thôi, nhưng mà bây giờ thì mình cái xác suất của mình nó tăng hơn theo cái thời gian mình học và mình làm ở Forex. Thì sau 2 tháng thì cái xác suất tin nhắn của mình hiện tại bây giờ là có thể nói là 10 tin nhắn là được 2 đơn. 80-20. Các bạn cứ tính 80-20 đi. Đừng có quá nhu cầu cao quá đối với lại cái ấy của mình. Chủ yếu là các bạn nhiều tin, càng có nhiều inbox thì các bạn sẽ càng có nhiều đơn.
Rồi một phần rồi mình sẽ đây là rồi sau khi mà mình đã làm xong cái phần gấp ship thì mình chuyển qua mình làm tới affiliate cùng với lại ad thì ở đây mình có cái website của mình. Đấy. Tất cả cái này là học từ Fori ra ha các bạn ha. Rồi. Còn Zalo là cái kiến thức riêng của mình. Thì sắp tới thì sẽ có những hướng dẫn về Zalo. Đây thì đây là cái mới bắt đầu. Cái website của mình. Rồi. Đó, thì đó là cái quá trình mà mình trước khi mình vào và cũng như là mình rất là mình ở tại Fori thì sau 2 tháng sau 1 tháng mình làm việc, mình vào viết member, mình vào digital và mình cùng admin học. Tức là nhắn tin liên tục nha, làm phiền ad rất là nhiều và làm phiền về những cái hướng đi, làm phiền về về những cái gọi là mục tiêu, rồi những cái cách thức để làm, thậm chí là nhiều khi là mình bí content hay là mình bí về hình ảnh thì lôi ngược bài của app ra để coi và hỏi. Thì dĩ nhiên là mình hỏi mình cũng phải có cái mục tiêu để mình hỏi, thì có nhiều bạn cũng hỏi mình hỏi rất nhiều nhưng mà chưa có cái mục tiêu hỏi và hỏi lan man lắm, nên là cũng rất là khó để hỗ trợ cho các bạn. Thì những cái bạn ở đây đang là những cái bạn đang ở rất là nhiều cái group tổng của Fori, thì nếu mà đang cần sự hướng dẫn thì cũng có thể zoom vào cái nhóm nhỏ để mình có thể hướng dẫn thêm cho các bạn một số thứ như là về content, về về hình ảnh ha, để các bạn có thể sau tết các bạn chiến điên cuồng, chiến về cái gọi là ở trên marketplace thôi là các bạn đủ có thể gọi là đủ đơn á. Nếu các bạn sử dụng đúng cái content, đúng cái hình ảnh và không có bị vi phạm với marketplace và các bạn sử dụng tool của marketplace thì các bạn làm thật sự mà nói là nhân bản nó lên thì các bạn sẽ rất là nhiều cái inbox, rất là nhiều cái inbox ha. Và hiện tại bây giờ là sau thời gian gắn bó thì mình được lên làm một mod của Fori rồi, và cái nhóm tổng mà mình đang quản lý để hướng dẫn các bạn mới bây giờ là nhóm tổng 10, thì các bạn có thể vào nhóm tổng 10 để trao đổi kinh nghiệm thêm, hoặc là vào cái nhóm hướng dẫn để có thể trao đổi kinh nghiệm thêm, và mình sẽ hướng dẫn tập trung. Nói chung là trong quá trình tới này nếu có các bạn cần thì mình sẽ hướng dẫn tập trung và mình sẽ có những cái bài hướng dẫn sắp tới cho các bạn. Về cái mục tiêu 2021 thì mình cũng đã có nói chuyện với Ad rồi là năm 2021 thì dropship vẫn tiếp tục làm và phát triển thêm về affiliate. Thì affiliate là mới bắt đầu có một tháng, thực sự là đang làm tháng vừa rồi, thì tháng vừa rồi cái thành tích affiliate nó cũng khá ha. Có thể nói là cái doanh số mà mình dropship, cái doanh số mà mình dropship cho bên Fori hiện tại là một tháng đều cũng phải gần 10 triệu. Một tháng đều cũng gần 10 triệu, và đó là doanh số ha. Còn cái thu về của mình thì cái thu về của mình cũng không cần cao, khoảng tầm 3-4 triệu thôi, nhưng mà nó đều hiện tại thì mới 2 tháng thôi. Như vậy thì mình thấy là cái mục tiêu mình ban đầu của mình đó là vào làm cùng với Fori, mục tiêu là mình chỉ có 3-5 triệu một tháng thôi. Nhưng mà đặc biệt tháng vừa rồi thì cả affiliate lẫn dropship thì mình vượt cái mục tiêu 5 triệu một tháng của mình luôn. Và sắp tới thì cũng nói với Á luôn là cái mục tiêu là 20 triệu một tháng, khi mà đạt được 21 triệu thì sẽ tăng mục tiêu lên, và target một năm là
target một năm thì cũng bèo bèo được cũng vài trăm ha. Dĩ nhiên là khi ad có một cái quy trình như vậy mà mình bước vào mình làm việc thì mình sẽ có được một cái hướng đi, cái tầm nhìn nó sẽ rõ ràng hơn, cái hướng đi nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Tại vì khi mà mình làm việc trước đó về cái kho mỹ phẩm cũng như là đi trợ giảng thì mình thấy là cái hướng đi của mình á, nó chưa có hoàn thành, nó cũng chưa có cái mục tiêu rõ ràng và nó chưa có cái hướng cụ thể rõ ràng. Nhưng mà khi mình vào Fori mình học một số cái khóa học như là cái khóa để bán hàng là cái khóa marketplace công nghiệp, cái khóa để bán hàng là cái khóa marketplace công nghiệp, và cái khóa để cùng mọi người đồng hành thì đó là cái khóa VIP member và khóa digital. Thì cái khóa mà để mà các bạn có thể thấy được cái mà hướng mà mình đi được và cái hướng để mà mình có thể thành công được thì có lẽ đó là cái khóa công thức thành công. Học đi học lại, học liên tục, học hoài, có một cái bài của công thức thành công thôi nhưng mà nghiệm ra rất là nhiều thứ đó. Và hiện tại bây giờ thì sẽ cố gắng cùng đồng hành cùng với Ad để hướng dẫn những cái bạn mới, tại vì có thể là Ad đang có những cái hướng cho những cái bạn ở trong VIP, thì những người giống như mình như vậy sẽ là người đồng hành cùng với những bạn mới. Các bạn mới có cái vấn đề gì không hiểu hoặc là có những cái vấn đề gì mà cần hướng dẫn, cần hỗ trợ thì mình luôn sẵn sàng hỗ trợ. Các bạn cũng có thể hỏi tất cả những cái bạn nhờ mình hỗ trợ ở đây thì 1-2 giờ sáng mình vẫn trực điện thoại nha. 1-2 giờ sáng mình vẫn còn làm việc. Đó. Và 7-8 giờ sáng là mình đã dậy rồi, mình trả lời các bạn rồi. Đó. Cho nên là đừng ngại tương tác, cũng đừng ngại inbox. Mình không có ngại vấn đề gì hết. Chỉ cần các bạn có sự tương tác, các bạn có cái nhu cầu và cần sự hướng dẫn là mình sẽ luôn luôn mình biết cái tới đâu mình sẽ trả lời và mình chỉ các bạn tới đó. Bởi vì cái trước khi vào Fori mình đã từng là trợ giảng ha, thì bây giờ ở tại Fori mình cũng tự tin để mình có thể hướng dẫn được cho các bạn kiến thức mà mình đã có, được không ạ? Ai đồng ý không? Có ai đồng ý thì cho xin ý kiến nha. Đánh đồng ý vậy. Chắc ngủ hết rồi quá. Cảm ơn chị Chi chia sẻ nhé. Chị Chi một người rất là chăm chỉ á, đúng không? Rồi. Hướng dẫn là vô cùng chăm chỉ. Dạ, cảm ơn đúng mọi người. Thì rất là cảm ơn Ad. Thì thật sự mà nói là gặp được Ad, như chị cũng đã chia sẻ ở trong nhóm biết là nếu mà gặp được Ad sớm hơn thì có lẽ chị đã không đẹp như vậy. Nhưng mà chưa bao giờ là muộn. Có không đúng không ạ? Gặp lúc nào thì mình chuyển lúc đó. Thì sẽ cố gắng cùng với lại Ad đồng hành cùng với mọi người trong năm 2021. Hy vọng là Tết năm nay và Tết năm sau chúng ta sẽ có một cái Tết khác hơn Tết năm nay. Tết năm sau chúng ta sẽ không cần gì nhiều đâu, cũng không cần gì nhiều mà chúng ta cảm thấy là chúng ta phát triển hơn bây giờ, có một cái hướng đi tốt hơn bây giờ là đã thành công rồi, đúng không ạ? Và ta target mục tiêu năm sau, hãy lập cho mình một cái kế hoạch vào trong tập để không làm gì, không cần khoe với ai nhưng mà cái đó nó ghi vào trong tập rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe chị chia sẻ. Nếu mà ai cần vào nhóm hướng dẫn thì thật sự là có một cái nhóm hướng dẫn của chị có app trong đó luôn, nên là mọi người muốn vào thì cứ inbox để chị mời vào và chị hướng dẫn từ cơ bản nha, chị hướng dẫn cơ bản ha. Rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã nghe ý kiến của chị. Cảm ơn em. Cảm ơn chị Thi nha. Và 2021 này mình có một cái deadline dành riêng cho chị Thi. Thực tế là ở trong Fori
mạnh như vậy và nhiều người, nhiều anh em bảo vệ mình như vậy, căn bản nó đi từ cái vấn đề gốc lõi. Mình không có chỉ sai, mình không có muốn lôi kéo bất cứ ai cả, kể cả các bạn tham gia digital hay là công thức hay là VIP hay là các cái khóa nào, đó là tùy thuộc do anh em mình. Nên ra là nhiều khi mà vừa xong tôi cũng có cái ý chỉ cái đó, là nhiều khi đến nỗi mà người khác ấy, người ta nghĩ rằng ở trong này là tôi phải trả lương cho đội nhóm, tôi không hề trả lương, thực tế là như vậy. Và người ta nghĩ rằng tôi đang vẽ lên một cái kịch bản nó đẹp, tôi không hề vẽ. Tất cả những cái vấn đề từ phân tích nó là cái mà tôi trải nghiệm, có sự đổ máu ở trong đó, rất nhiều tiền, lỗ rất nhiều tiền trong cũng thời gian này. Mùng 3 Tết năm ngoái là tôi bắt đầu, mùng 3 Tết năm ngoái là tôi bắt đầu cái dùng đầu tiên, cho tới hôm nay là nếu như năm ngoái là nó báo rồi, Tết năm ngoái là đến bây giờ là đã qua Tết rồi này, đã bây giờ như là nếu mà so với năm ngoái là đã là mùng 7, mùng 8 Tết gì đó rồi đó. Đó thì một năm 2020 vô cùng nhiều ấn tượng, gần như là trong các cái năm khởi nghiệp của tôi, 4-5 năm khởi nghiệp thời gian qua thì năm nay là năm thành công nhất. Đấy là sự thật. Những năm khác có những cái năm mà Tết như ngày hôm nay là có những năm mà mang về nhà chỉ là mười mấy triệu thôi, là một năm mà lương tôi không ít. Tất cả cái tiền đó là được đầu tư hết vào trong kinh doanh. Nó đã đầu tư trong kinh doanh tôi không hề tiếc, không bao tiếc hết. Vay một phát là 150-200 triệu để làm. Nhiều người người ta nói tôi liều, mà tôi xác định được mục tiêu của mình cần phải làm gì. Còn cái mà kết quả tôi không đạt được, nó chẳng qua đó là những cái vấn đề như là quản lý nhân sự nó hơi tệ này, những cái vấn đề mình không lường trước được, vấn đề như là về vấn đề về về pháp lý này, về các cái vấn đề liên quan mình không có lường trước được, nên mình thất bại ở chỗ đó. Thì sau này đúng không ạ, rồi là mình thiếu sự quan hệ, thiếu mối quan hệ này, thiếu sự người đồng hành này, thiếu nhân sự này, thiếu đủ thứ hết, thiếu kiến thức này. Có những năm nó rất là buồn các bạn ạ, thật sự luôn. Và năm nay mình cảm thấy tới thời điểm này là rất là xúc động, đúng không ạ? Rất là cảm ơn anh em mình đã đồng hành. Và vừa năm vừa rồi nó có rất là nhiều cái thăng trầm, nó rất là nhiều cái biến động, rất là nhiều đối thủ, rất là nhiều cái nghịch cảnh đó. Và anh em vẫn đồng hành với tôi, đây là điều mà rất là tuyệt vời. Vì nó xuất phát từ những cái nó là thực tế, nó thực tiễn. Thì đúng thật là năm 2020 vừa rồi á, 2020 vừa xong, tất cả những anh em mình đồng hành cùng Forin không ai lỗ hết. Không ai lỗ. Đấy là điều mà tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì tôi không kêu gọi bất cứ ai đầu tư một cái gì. Đúng. Còn lại những cái kiến thức mà tôi truyền đạt, nó là những cái rất là gan ruột, những cái mà nó là ứng dụng hàng ngày, và tôi thúc đi rất nhiều. Có nghĩa là anh phải làm đi. Tôi nói chuyện rất nhiều, rất là tương tác vô cùng nhiều trong các nhóm, kể cả các cái nhóm miễn phí tôi tương tác cực kỳ nhiều, kể cả các cái nhóm tổng, đúng không ạ? Rất nhiều cái giá trị được đưa ra thì nó đã tạo thành một cái kết quả như vậy. Nên ra là cái kết quả như vậy nó là cái sự khẳng định của một cái đội nhóm mạnh. Và năm 2021 này tôi tự tin rằng ấy, thì tôi nói với anh em ở trong VIP, tôi nói rằng là có anh em nào mà hóng 2021 để làm việc nhiều hơn Tết không? Thì trả lời rất là nhiều anh em mình trả lời là hóng. Hóng để gì ạ? Để vì qua cái Tết đi để anh mình nhảy vào, đúng không ạ? Để chúng ta cày, chúng ta học, chúng ta làm kênh, chúng ta triển khai marketing, tại vì nó quá nhiều tiền. Các bạn biết là những cái người bạn của tôi á, người ta có kiến thức nền thấp hơn mình rất nhiều, người ta bắt đầu sau rất là nhiều năm, nhưng mà 3 năm thôi là họ có ô tô, mua nhà ở Sài Gòn từ kinh doanh online. Sau đó là họ lại còn chỉ dạy mình nữa, thì mình cảm thấy rằng mình đi theo offline là một con đường sai. Và 2021 mình đã đi hơn thì đây là sự đánh giá ở bên ngoài nhé. Người ta nói rằng tôi quá nhanh, đến nỗi mà khi mà đưa ra kết quả cho họ ấy, họ cảm thấy rằng tại sao mình không làm nhanh hơn. Và họ cũng không hề bất ngờ, họ
bất ngờ vì cái kết quả, nhưng mà họ không bất ngờ vì là vì mình, họ biết rằng ấy, là mình đã xuất phát điểm trước rồi, nhưng mà mình không tập trung thôi. Đấy, thì khi mà anh em mình ở đây cũng vậy này. Có một số anh mình tôi cảm thấy rất là tiềm năng vô cùng luôn, tiền chắc chắn là sẽ có cho anh em mình, tại vì trong đây nó xuất phát từ vấn đề thực tế ấy. Như là anh em mình đâu cần phải sáng tạo tool đâu, tôi bỏ rất là nhiều tiền, bỏ rất là nhiều đêm để mình fix cái lỗi ở trong cái tool đó. Mình là cha đẻ của cái linh hồn mà, tôi là CEO của cái tool Auto Market Play, tôi biết được nó tại sao phải như vậy. Rồi target vị trí ra làm sao, target hình ảnh ra làm sao, content ra làm sao, tại sao, đúng không ạ? Vị trí nào có hết, đúng không? Chỉ cần các bạn chịu khó lắng nghe, chịu khó học thôi, chịu khó học hỏi và đúng không? Đầu tư nghiêm túc, đúng không ạ? Còn vấn đề về tiền, đúng không ạ? Có thể không có, đúng không? Và hôm qua có một cái trường hợp rất là hay, đúng không ạ? Là trả góp khóa học, đúng không ạ? Được không ạ? Tôi bảo nếu bạn nhiệt tình thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối được. Chứ không hỏi vấn đề về tiền, để góc độ ở góc đây về tiền. Ví dụ như là trong nay, năm nay á, mà tôi bắt anh em mình ôm hàng, thật sự luôn là tôi là người cực kỳ giàu có. Nhưng mà với góc độ đấy thì tôi cảm thấy cũng chưa chắc là vui giống như bây giờ. Chứ là thoải mái, tư tưởng, đúng không? Không có gì để mình phải đắn đo. Tại vì mình chỉ những cái vấn đề nó là gốc lõi. Dù các bạn ôm 30 triệu hay 50 triệu, thậm chí là vài trăm triệu tiền hàng đi, các bạn cũng không bán được, thì tôi cũng không để làm gì cả. Quan điểm ở trong Fori là học, thực chiến, đúng không? Đồng hành, xây dựng, sau đó làm gì thì làm. Và kiến thức đó là vô tận, nhưng mà cái việc mà chúng ta phải ngồi, chúng ta thảo luận, chúng ta nghiên cứu, chúng ta học hỏi lẫn nhau, thì đó là điều, đúng không ạ? Điều mà tôi luôn luôn khuyến khích. Thì cái việc mà anh em mình hỏi, đúng không ạ? Một số anh em mình hỏi digital team ấy, đúng không ạ? Bạn sẽ được học cái gì ạ? Và digital team ấy, đúng không ạ? Là mình học được gần như là tất tần tật những cái kiến thức không thể gọi là cơ bản nữa, mà gọi là chuyên sâu luôn ấy, về digital marketing, về content, về show top Google, đa kênh, phễu marketing, website, Facebook marketing, đúng không ạ? Show top và marketplace công nghiệp. Trước đây là không có đâu, cái khóa digital team nó không có đầy đủ như bây giờ thì quá đầy đủ. Thì cần học, làm thực chiến này mình sẽ thành công, đúng không? Thứ hai là VIP member là nó như thế nào. VIP member là cái việc mà ứng dụng chuyên sâu một ngách, đúng không ạ? Triển khai cho bằng được cái ngách đó, bạn sẽ được hỗ trợ giá tốt, giá VIP, đúng không ạ? Bạn sẽ được hỗ trợ kiến thức tất tần tật, đúng không ạ? Đó là cái mà tôi muốn nói qua, đúng không ạ? Thì tiếp theo đó là một số anh em mình, đúng không ạ? Anh Nhất có thể chia sẻ cho 2021 đúng không ạ? Anh Nhất có online đúng không ạ? Có thể chia sẻ đúng không ạ? Chia sẻ những kiến thức, chia sẻ những cái hướng đi đúng không ạ? Những cái nhận định, hoặc là những cái việc mà cái việc mà shortboard đúng không ạ? Shortboard trong 2021 đúng không ạ? Ok. Người có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề marketing, tôi tin rằng sau 2021 thì sẽ là người xuất hiện rất là nhiều trong đội nhóm, đúng không ạ? Để chỉ dẫn, đúng không ạ? Ok. Trong đây có một số anh em mình, đúng không ạ? Cũng rất là tốt này. Và bạn Hoàng Nguyên này, đúng không ạ? Có thể online, đúng không ạ? Có thể on mic, đúng không ạ? Để có những cái đánh giá, những cái nhận định gì, đúng không ạ? Hoàng Nguyên này, bật mic được không em ơi? Bạn Nam đúng không ạ? Nam hôm nay mới vào trong VIP member này đúng không ạ? Có muốn chia sẻ gì không? Thôi được rồi, ngại gì bật mic lên đi, năm sau biết đâu giờ leader ấy, đúng không ạ? Phải tập nói chuyện chứ, ai qua lần đầu tiên mà. Bật mic lên nào. Bật mic lên nào, chia sẻ những cái cảm nhận của mình về 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 admin về Fori. Được rồi. Ok, Lê Sơn đúng không ạ? Hoàng Nguyên đi. Hôm nay mình ngồi mình chia sẻ đi, không có gì phải ngại hết, đúng không? Mình bật mic lên nói chuyện đi xem như thế nào. Ok. Alo mọi người, nghe em nói không ạ? Lần đầu tiên nghe nha.
Em mới xài cái này lần đầu, em không biết xài lắm. Mọi người, em đang nói, mọi người mà không nghe thì nhớ phản hồi cho em biết nha. Em mọi người mà nghe được thì bấm 1 đi ạ. Tất cả mọi người nghe thì bấm 1 nhé. Nếu mà nghe em còn nguyên, nghe rõ nha. Em thì cũng mới vào nhóm được một thời gian ngắn thôi à, chưa có vào lâu và cũng chưa có ứng dụng được nhiều lắm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian em vào chắc được khoảng 1 tháng, thì trong khoảng thời gian này thì tham gia đầu tiên là cũng tham gia từ một cái buổi Zoom free của admin nè, xong rồi sau đó thì cảm thấy là khá là hay, với lại em cũng cảm thấy là admin chia sẻ rất là chân thành á, không biết sao nữa, chỉ là em cảm giác như vậy, xong rồi em cảm thấy tin tưởng và em bắt đầu mua cái khóa VIP đầu tiên. Thì cái ngách mà em theo cũng là ngách thời trang. Rồi sau đó thì vào nhóm rồi học những cái bài học của admin rồi thực hành theo thôi, tại vì cái lớp VIP này thì là thực chiến mà. Thì những cái mà admin dạy thì là để ứng dụng liền, thì mình cứ thế mình ứng dụng theo thôi. Đăng bài trên marketplace thì rõ ràng là nó có lượng inbox và nó có được lên top. Không biết là kiểm tra có đúng lắm không, nhưng mà em tự cảm thấy là em tìm, đăng bài lên xong là mình quay lại mình tìm là mình sẽ thấy bài của mình. Thì đó cũng là một cái rất là thích. Chỉ có là chắc là mình chưa có kinh nghiệm lắm á, cho nên là chốt đơn còn hơi kém một chút thôi. Nhưng mà vào được vào được cỡ 1 tháng, cũng không phải là vào là mình đăng liền đâu, mình cũng còn học rồi cà kê rồi ngắm này ngắm nọ khoảng thời gian nữa cơ. Nhưng mà cũng chốt được đơn là mình cũng cảm thấy đó là một cái sự thành công của mình rồi. Rồi sau đó thì mình bắt đầu xây những cái kênh khác theo như hướng dẫn của admin nè, ví dụ như là mình xây fanpage nè, mình xây gian hàng trên thương mại điện tử. Mà những cái đó thì bây giờ hiện tại vẫn là đang trong quá trình xây thôi, nó chưa có thật sự là ra đơn. Mình cũng mới xây nghiêm túc cách đây chắc khoảng được 1-2 tuần gì đó thôi. Mà cái mà mình cảm thấy là nó hiệu quả nhất khi mà tham gia vào một cái nhóm á, nó là mình có cái cộng đồng á, mình xem, mình thấy người ta làm, mà người ta làm hăng say quá, người ta làm nhiều quá, mà mình không làm thì mình cũng ngại. Cho nên là nó là một cái động lực để cho mình làm thật. Chứ nếu mà mình không tham gia thì cứ việc hôm nay để ngày mai á, thì nó sẽ không có đi tới đâu hết. Còn có mình, mỗi ngày mình zoom với admin, mình thấy admin là rõ ràng thức rất là khuya và dậy rất là sớm mà. Người ta làm được như vậy, không lẽ mình không làm được đúng không? Mình ở trong đội nhóm mà mình khác người quá thì nó cũng không ra gì cả. Cho nên là mình cũng bắt đầu làm rồi. Và những cái đơn đầu tiên thì là nó cũng là kết quả đầu tiên của mình. Với lại đó cũng là cái cơ sở để mình có thể tin là mình có thể đạt được những cái kết quả to lớn hơn, khi mà những cái đồng đội khác ở trong team thì cũng khoe kết quả của họ hàng ngày, thì đó là một cái động lực để khích lệ mình làm. Hy vọng là qua năm sau này, qua năm 2021 thì mình sẽ thu được những cái kết quả cũng rực rỡ giống như là những người đã, những anh chị đã đi trước ở trong nhóm. Em chỉ muốn nói vậy thôi ạ. Cảm ơn chia sẻ. Cảm ơn admin. Nói chuyện dễ nghe mà đúng không ạ? Giọng này nói chuyện mà thôi luôn á đúng không ạ? Cái này mà đi kiểu như là đi mà làm sale á, tele sale á thôi luôn. Chết chắc không mà thoát khỏi đúng không ạ? Vừa sau cái này mình để ý rằng có bạn này hay này đúng không ạ? Bạn Lê Sơn á đúng không ạ? Lê Sơn bảo đi ghi tổ team á, hôm qua hự máu luôn đúng không ạ? Thanh niên trả góp khoa học đúng không ạ? Bật mic để nói chuyện xem nào. Ơi cảm ơn Hoàng Nguyên nhé, chia sẻ đúng không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Ok. Mình tên hơn trai một tí nhưng mà thực tế là mình là nữ. Thì mình muốn chia sẻ một chút lý do mà mình tìm thấy Fori. Thật sự là mình đã tìm hiểu rất là nhiều khóa học ở trên mạng. Nhưng mà lúc mà mình học á, mình học có rất là nhiều cái mình thắc mắc, mình chẳng biết hỏi ai hết. Mình vào đội nhóm để người ta support thì cũng chẳng ai trả lời mình. Tới lúc mà mình tìm thấy Fori và mình thấy gặp được admin trong một buổi Zoom, mình thấy admin
có một gọi là mình nhìn admin có sự thiện cảm á, mình thấy admin rất là tâm huyết nên là mình quyết định khi mà có nhóm VIP là mình theo liền vì nó đáp ứng hết mọi cái yêu cầu của mình á. Và trong cái quá trình học thì mình luôn được admin nhắc nhở, và những cái kiến thức của admin á không có gọi là xa vời hay là quá khó hiểu hết. Đối với một đứa rất là chậm hiểu như mình mà mình cũng hiểu được nữa thì mình thấy cái đó là mình rất là cảm ơn admin luôn á. Với lại là admin luôn luôn kiên nhẫn với mình. Sao ta, mặc dù là cái thành quả của mình đó thì mình so với những bạn khác thì mình vẫn chưa gọi là đạt được nhiều lắm, nhưng mà đối với bản thân mình thì mình thấy những cái mà mình đạt được gọi là đã gọi như là lê sơn của năm nay này, 2021 này, bắt đầu năm nay đã hơn lê sơn của năm ngoái rất là nhiều rồi, thì cái đó là cái đó là mình rất là tự hào. Giống như là khi mà mình gặp được Fori, mình thấy là những thực sự những cái mà Ad chia sẻ về phễu marketing á, mình cũng đã từng biết, mình đã từng nghe, nhưng mà mình nói ủa bây giờ mình phải làm như thế nào, mình phải bắt đầu như thế nào đây, mình rất là mơ hồ. Nhưng mà khi gặp được Ad á thì cái đó nó mở ra rất là rõ, và mình biết được cái mục tiêu, cái hướng đi của mình như thế nào, và mình nhận ra một điều rằng hóa ra là mình rất là thích kinh doanh online mà mình không biết. Giống như là mình tìm ra được một cái ưu điểm của bản thân mà bấy lâu nay mình không nhận ra. Cái đó là một cái mà mình rất là cảm thấy là mình đã chiến thắng chính mình rồi đó. Hy vọng là năm 2021 thì sẽ có những cái khởi sắc hơn, để một năm sau nhìn lại mình thấy là mình đã giỏi hơn năm ngoái rất là nhiều. Và mình cũng chúc cho mọi người là cũng sẽ đạt được những cái thành tựu như vậy. À, chị Chi ơi, em biết là chị Chi rất là giỏi, mỗi lần mà em nhụt chí á, em lại nghĩ tới chị Chi nè, em nghĩ tới Hảo nè, nghĩ tới admin, thế là em lại tiếp tục là em cố gắng. Nhiều lúc em buồn ngủ lắm, nhưng mà vì Ad, vì mọi người, em vẫn bò dậy để em nghe Zoom và em chăm chỉ em học bài. Và rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã truyền động lực cho em. Ok, cảm ơn chia sẻ đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ của Lê Sơn đúng không ạ? Tại vì cái căn bản là cái kiến thức của admin đó, nó xuất phát từ thực tế. Tôi không biết là do mình có trình độ cao hơn hay là do mình có kinh nghiệm nhiều hơn. Tuy nhiên rằng đấy, những cái vấn đề mà tôi làm nó xuất phát từ những cái việc mà hàng ngày mà tôi làm. Nhưng ra là việc mà khi mà chỉ dẫn anh em mình đấy, nó xuất phát thực tế. Căn bản nó khác biệt hơn chỗ khác. Là như thế này này, là tôi biết bạn từ khi mà bạn vào trong Fori đó, là tôi thấu hiểu được là anh em mình có cái kinh nghiệm gì, đã là làm nghề gì, rất là quan tâm anh em mình. Tôi có cái deadline cho anh em mình, tôi biết được là cái bối cảnh của anh em mình như thế nào, nên tôi nói là đăng lên trên đó đi, rồi là sử dụng cái bài viết đăng lên chỗ này chỗ kia đi, tôi biết rằng nó sẽ tạo ra hiệu ứng. Tôi biết rằng anh em mình chưa có hiểu đâu, mình hiểu nhưng mình không làm thì mình cũng không có kết quả. Vậy nên thì ra đó có khả năng là đó là sự khác biệt, đúng không ạ? Còn vấn đề về kinh doanh anh em mình, đúng không ạ? Có vô cùng nhiều thứ. Cảm ơn bạn Hoàng Nguyên này, bạn với chị Chi này, cảm ơn bạn Lê Sơn, đúng không ạ? Lần đầu tiên mới nghe hai bạn này nói chuyện nha, đúng không ạ? Có tổ chức để training đội nhóm đấy, thì cái mục tiêu về phễu marketing thì nó có thể kéo và triển khai cái traffic cực kỳ khủng khiếp trên internet này. Hôm nay rất tiếc là không có Nguyễn Thắng vào trong Zoom, đúng không? Nguyễn Thắng kéo 2 ngày, đúng không? Làm 2 ngày một xây dựng mới cộng đồng hơn 500 người, và gần như là bằng admin rồi đó, đúng không? Gần như là bằng admin rồi, đúng không? Admin tạo một cái cộng đồng, đúng không? Gần 1.000 người trong vòng chưa đến một tuần, đúng không? Thì đó là mình để chứng minh được cái vấn đề về phễu marketing, và mình chứng minh được cái vấn đề là bạn cần làm như vậy, đúng không ạ? Thì cơ bản là bạn giới thiệu cho người khác để bạn ăn affiliate thôi, một cách thẳng thắn nhá, mình chơi sòng phẳng với nhau chứ không cần phải bạn khóa học gì hết, không cần phải bạn phải mua cái gì của tôi hết,
không cần phải bạn bán cái gì của tôi hết, mình song phẳng với nhau, tôi chỉ bạn làm cái đó và tôi gì ạ, tôi chỉ ăn hoa hồng từ cái nhà gì ạ, cái nhà mà cung cấp cái dịch vụ đó, chứ không phải là tôi cố định bán cho bạn gì hết. Đấy gọi là sự song phẳng. Còn nếu như bạn không mua hay là bạn mua thì chúng ta vẫn ngồi đó để chúng ta ngồi chia sẻ nói chuyện với nhau, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bạn cầm được cái ưu thế khi mà bạn tham gia team cao cấp á, thì bạn có cái ưu thế về giá. Và cái giá là cái vấn đề cốt lõi, đúng không? Bạn có thể tôi tạo ra một cái nhóm về nguồn hàng Shopee, tôi tạo ra một nhóm là nguồn hàng dropship, tôi chia sẻ rất là nhiều nguồn của các đối tác khác, thậm chí là đối thủ của tôi trong đó, đúng không? Và vì gì? Tôi cung cấp cái thứ cộng đồng cần, chứ tôi không đặt vấn đề lợi ích là tôi hay là đối thủ. Cộng đồng cần, tôi biết, tôi chia sẻ. Sau đó là tôi chia sẻ vấn đề của tôi vào trong đó. Ví dụ như là tôi chia sẻ 100 cái nguồn hàng, trong đấy có 10 cái nguồn của tôi, đúng không? Và người ta cần thì tôi cung cấp. Thì gián tiếp từ cái việc mà được ạ, chúng ta trao đổi những nguồn hàng mình biết, mình chia sẻ, và trong đấy có những cái người ta đang cần cái của mình, thì chúng ta sẽ connect được với nhau. Thì đó là phễu marketing, đó là tạo ra chuyển đổi, đúng không? Chúng ta lựa, chúng ta có thể là lựa, chúng ta rất là giỏi trong vấn đề về content, đúng không? Để chúng ta bán lẻ rất là tốt. Chúng ta rất là giỏi trong vấn đề về làm web, chúng ta rất là giỏi trong vấn đề về mỹ thuật, chúng ta có thể tạo ra được những cái landing page rất là tạo ra chuyển đổi cao. Chúng ta rất là giỏi trong vấn đề về tư vấn nói chuyện, rất là khéo, đúng không? Rất là khéo léo, đúng không? Nếu mà các bạn có một cái số cái giọng rất là ngọt ngào, tôi biết là một số anh em có một số cái giọng ngọt ngào mà tôi chưa nghe hết nhé. Nếu mà tôi biết anh em mình có cái giọng rất là dễ nghe, thì khi mà tư vấn ấy, hãy cố gắng ấy, đúng không? Lấy số điện thoại của khách hàng, đúng không? Cái tôi chưa chỉ này. Một đợt đó là tôi chốt sale gần như là 10 người đến 7 đơn hàng là chốt sale từ việc gọi điện. Tại vì sao? Trong kinh doanh ấy, muốn lấy được tiền từ túi khách hàng ấy, thì chúng ta cần phải cúi sát thật sát đến ví. Nếu như gặp được mặt, đúng không? Thì chúng ta hãy gặp mặt. Nếu như chúng ta có thể ngồi nói chuyện thì chúng ta hãy ngồi nói chuyện. Nếu như mà chúng ta nhắn tin thì chúng ta hãy cố gắng nhắn tin nhiều hơn. Nhưng mà nếu như mà gọi được điện thoại thì chúng ta hãy cố gắng gọi điện để tư vấn, đúng không? Tỷ lệ chốt sale sẽ tăng lên khoảng 20-35%. Hãy tin tôi, đúng không ạ? Hãy lấy số điện thoại, đúng không ạ? Và gì? Và tư vấn, đúng không ạ? Chốt sale rất là nhiều. Nếu như bạn có một cái giọng đó là lợi thế đấy. Đừng có ngại, tại vì kinh doanh là không có đúng hoặc sai. Quan trọng là ai làm được thế thôi. Đấy. Nếu bạn có cái năng khiếu về là hướng dẫn, là đúng không ạ? Bạn đã có xuất phát từ là học viên, là giảng viên, đúng không ạ? Đấy, là giáo viên rồi. Bạn có cái tố chất về cái quy trình về đào tạo, về giảng dạy, đó là xuất phát từ cái nguyên nhân sâu xa là bạn đã người có tố chất sẵn rồi. Thế bạn sẽ rất là giỏi vấn đề về vận hành cộng đồng và đội nhóm. Tôi đang tin chắc là điều đó. Nên là ai cũng có thế mạnh hết. Quan trọng là mình có nhìn nhận được cái thế mạnh đó hay không, mình có khai thác cái thế mạnh của mình hay không. Chứ đâu phải kinh doanh là cứ phải bán lẻ đâu. Tôi sẵn sàng lời ít hơn, tôi bán bằng cộng tác viên. Tôi chia bạn Sơn à, đúng không ạ? Bạn bán cho tôi, đúng không ạ? Tôi sẽ chia cho bạn 50% lợi nhuận. Sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng không? Đúng không? Và tôi sở hữu, đúng không ạ? Khoảng tầm 100 cộng tác viên thật là năng động với mình. Tuyệt vời luôn. Còn hơn rất là nhiều bạn bán lẻ. Đúng không? Đúng không ạ? Nếu chúng ta hướng dẫn tốt, đúng không ạ? Chúng ta đào tạo tốt, chúng ta làm được kết quả rồi, chúng ta sẽ hướng dẫn lại người khác đào tạo người khác để chúng ta kiếm tiền thêm từ đó. Đó là cái vấn đề đấy. Và đó là kinh doanh. Và kinh doanh nó đa dạng, nó sôi động lắm, chứ không phải đơn thuần là cứ bán hàng, đúng không? Đôi lúc tôi đâu bán hàng, giống như mấy ngày nay đâu bán hàng, nhưng tôi vẫn kiếm được tiền từ vấn đề về cung cấp những cái dịch vụ, cung cấp những cái phần mềm, cung cấp những cái khóa học chẳng hạn, những cái khóa huấn luyện, những cái khóa đào tạo, những cái tút tít, đúng không ạ? Người ta cần, rất cần, đúng không? Người ta cần sell top, chỉ một phát sell top lên, đúng không ạ? Thì gì ạ? Thì 1-2 bài thì làm sao mà có thể chuyển đổi được. Nhưng mà quá trình mình đăng á, đằng nào cũng đăng, nhưng mà đăng làm sao cho đúng, để vô tình ai đó kiếm thì kiếm được mình, thì chắc chắn rằng sau này người ta mình sẽ bán được hàng, người ta sẽ kiếm được mình. Thì đó gọi là sell top. Giống như ngày hôm xưa, đúng không? Tôi nhận 3 cuộc điện thoại cho 1 buổi sáng. Tôi không biết là người ta sẽ lấy số điện thoại tôi ở đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là sell top. Người ta hỏi là có điện thoại không, tôi bấm, tôi bán điện thoại mà.
lúc đó tôi bán được một cây Pro Max, đúng không ạ, 12 Pro Max, lời 2 triệu một cây đó, đúng không ạ. Sửa một cái Pro Max là 700.000 lãi, đúng không ạ. Với cả bán một cây 8 lớp, đúng không ạ, 700.000 nữa là khoảng tầm 3.4 triệu từ việc kinh doanh, từ việc sell top Google trong một ngày, đúng không ạ. Nên là cái việc kiếm tiền nó khó hay không, khó hay không là do mình, còn căn bản là nó không có kết quả là do nó thiếu cái lượng, thì không thể thay đổi về chất được, đúng không ạ. Nếu trong anh em mình học chủ nghĩa Marx Lenin là sẽ có gì ạ, có một cái quy luật đấy, đúng không ạ. Nó tích đủ về lượng thì nó sẽ thay đổi về chất. Lượng ở đây là số lượng, chất ở đây có nghĩa là biến đổi thành một cái hình thái mới, đúng không ạ. Nếu bạn học chưa đầy đủ kiến thức, bạn sẽ không thể thành công được. Đến cái ngày bạn thành công thì nó sẽ là sự gì ạ, tích lũy của gì ạ, đó là kinh nghiệm, sự vấp ngã, sự đầu tư, sự thất bại, đúng không ạ. Sự đầu tư, đúng không ạ, về mối quan hệ, đầu tư về tài chính, đầu tư về kiến thức, đúng không ạ. Đầy đủ tất cả mọi yếu tố đó nó tạo ra được bạn của ngày hôm nay thành công. Còn cái ngày hôm sau, ngày trước đây ấy, bạn thất bại và thất bại, đúng không ạ, thì nó chưa đầy đủ. Nhưng mà cái đánh dấu cái thành công này là thành công so với cái ngày hôm trước. Còn nếu như bạn tiếp tục phát triển hơn nữa ở một cái hình thái cao hơn, là bạn mở ra một cái công ty, một cái doanh nghiệp, thì bạn lại tiếp tục thất bại. Cũng như bạn chỉ thành công so với một cái người bình thường, là một cái người mà kinh doanh gọi là chưa có kết quả gì, là đến cái ngày mà bạn kiếm được vài trăm triệu đến vài tỷ đây, bạn sẽ thành công. Nhưng mà khi mà bạn bước ra làm doanh nghiệp, bạn bước ra quản trị hàng một đội nhóm nhân viên, lúc này bạn thiếu kinh nghiệm về huy động vốn, bạn thiếu kinh nghiệm trong về quản trị nhân sự, đúng không? Mình quản trị mình còn chưa xong, thì làm sao mình hướng dẫn được cộng tác viên, mình làm sao mình hướng dẫn được nhân sự, nhân viên của mình làm theo đúng ý đồ của mình, đúng không nào? Mình thiếu mối quan hệ, đúng không ạ, về gì ạ, về các cái vấn đề về chính quyền, đúng không ạ, về nguồn hàng, đúng không ạ. Mình bị chưa hiểu rõ về vấn đề về pháp lý, đúng không ạ. Mình có quá nhiều thứ mình không biết, nên cái việc, đúng không ạ, làm doanh nghiệp của mình bị thất bại, đúng chưa? Nhưng mà cái kết quả thành công ban đầu nó là cái bước đệm để mình làm tiếp cái vấn đề sau này. Thì sau đó mình lại tích lũy toàn bộ những cái kỹ thuật đó, đúng không ạ? Quản trị nhân sự, quản trị dòng tiền, đúng không ạ? Quản trị quan hệ, đúng không ạ? Quản trị nền tảng, quản trị hệ sinh thái. Thế gì ạ? Đầy đủ rồi thì mình tạo ra một cái người doanh nhân hoàn hảo, đúng chưa? Và đó là một cái quá trình, một cách logic, không thể nào nó vượt qua ngoài logic được. Và tất cả những cái liên quan đến tự nhiên, và bây giờ bạn sau khi mà nghe buổi Zoom này của admin nhá, bạn cứ xem, đúng không ạ, Lê Thẩm Dương, bạn xem Phạm Thành Long, bạn xem được bất kỳ CEO và diễn giả nào, người ta cũng sẽ nói những điều tương tự. Tại vì căn bản nó là một cái quan điểm thành công, nó phải logic như vậy. Bất cứ cuốn sách nào nó cũng sẽ hướng cho chúng ta học trong rồi kiến thức, trải nghiệm, đúng không ạ, thực tế, chứ không thể nào phi lý trí được, không thể ảo tưởng được, đúng không ạ. Là lúc đấy mình sẽ chết ngay, mình sẽ bị thị trường người ta dẹp ngay. Và chúng ta biết một kiến thức đó là ok, mình thấy hay rồi, nhưng mà mình cũng chỉ là con muỗi thôi so với gì ạ, so với một cái thế giới ngoài kia nó rộng lớn, đúng không ạ. Thì 2021, đúng không ạ, sắp tới phong tinh thần kinh khủng khiếp, vô cùng nhiều dự án. Và trong những anh em mà gọi là tiềm năng và những anh em mà tương tác trong á, tôi có deadline cho anh em mình. Deadline là phải thiết lập bao nhiêu kênh, phải quản trị được bao nhiêu kênh, đúng không ạ, xây dựng được bao nhiêu đội nhóm cộng tác viên, đúng không ạ, là sẽ bán được bao nhiêu sản phẩm, đúng không ạ, bán được bao nhiêu đào tạo, được bán được bao nhiêu affiliate, bán được bao nhiêu dịch vụ, đúng không ạ, quản trị được bao nhiêu nhân viên, cần phải có máy móc như thế nào, đúng không ạ, vấn đề về xây dựng thương hiệu cá nhân ra làm sao, đăng cái gì để có thương hiệu cá nhân, làm sao để gì ạ, để tin tưởng từ khách hàng, làm sao để phát huy tốt hơn nữa cái công việc của mình. Và từng ngày một tích lũy dần, đúng không ạ. Có một khách, còn mình có 5 khách, 5 khách có 10 khách, 10 khách có 20 khách, 20 khách có 40 khách, như vậy nhân bản lên, sau đó mình sẽ bán những sản phẩm thứ cấp nữa, đúng không ạ. Mà mình làm quen, mình thân thiện, mình phải nói chuyện nhiều lên, mình phải
mình phải dặn dĩ lên. Kinh doanh thì nó là phải như vậy, đúng không? Kinh doanh thì nó phải thực tế, nó phải thực chiến, đúng không? Thì đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ. Còn rất là nhiều anh em mình ở trong này có thể chia sẻ như thế này, tôi biết này, đúng không ạ? Nhưng mà không biết là anh em có lên online được không ạ? Giống như anh Alex Quân, đúng không ạ? Anh có online được không ạ? Không biết anh có online được không? Không biết là trời tối có online được không nhỉ? Alex Quân này, đúng không ạ? Người theo anh mình cũng khá là lâu rồi, không biết là có bật mic nói chuyện được không nhỉ? Ok, không có mic nhỉ? Rồi, rất là tiếc, đúng không ạ? Tuấn họ Nguyễn này, đúng không ạ? Bật mic nói chuyện được không nhỉ? Nhiều kiến thức, đúng không ạ? Còn như là trong team bây giờ đến thời điểm này là toàn là anh em dropship, đúng không ạ? Toàn là anh em mình ngồi nói chuyện với nhau, đúng không ạ? Mình bàn, còn lại anh em khác ngủ hết rồi. Tại vì chúng ta còn rất nhiều giấc ngủ dài, đúng không ạ? Mà học thì nó là cơ duyên, gặp nhau nó là cái duyên đấy. Nên ra là không phải lúc nào cũng có cái duyên tốt. Trong cuộc sống này có những cái duyên nó không tốt. Đấy, có thể là anh em mình sẽ bị mất rất nhiều tiền nếu như gặp cái duyên nó không tốt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bị mất rất nhiều thời gian nếu như đầu tư vào những thứ nó không sinh lợi nhuận. Chúng ta sẽ bị mất rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều cái gọi là cái sự tổn thương về tinh thần nếu như mà chúng ta đơn giản là chúng ta trao lòng tin rồi là tình cảm của mình cho một cái người nào đó nó gì ạ? Nó không gì ạ? Nó không xứng đáng. Đó là thực tế. Nên khi mà anh em ở trong này đến giờ này, đúng không ạ? 12 giờ rồi, đúng không ạ? Không phải là 30 Tết, những cái ngày 29 Tết, những ngày bình thường đến giờ, đúng không ạ? Cũng rất là nhiều anh em mình ngồi nghe mình nói, đúng không ạ? Thì cái giá trị đưa ra, đúng không ạ, trong cộng đồng của admin nó là một cái điều mà không ai, đúng không ạ, không ai có thể gọi là phủ nhận được. Thì cái điều mà tôi muốn nhận lại trong này, tiền nó quan trọng, ok, quan trọng. Cái quan trọng hơn đó là đôi khi anh em mình học được tôi một cái điều gì đấy, anh em mình có thể tốt hơn. Mà thực tế rằng đó, có rất nhiều pha, đúng không ạ, rất là khó đỡ trong Fori. Rất nhiều anh em mình tự nhiên, đúng không ạ, nhắn tin ok cảm ơn, chẳng biết là cảm ơn cái gì. Mà nói ra mới biết là do là ở trong Fori và được học rất là nhiều, đúng không ạ, mà do cái hoàn cảnh thế này thế nọ em không có học được cái này, em rất là muốn học cái này học cái kia, em rất là muốn mua cái này mua cái nọ, đúng không ạ, rất là muốn đồng hành nhưng mà em bị thế này bị thế nọ. Chia sẻ tâm sự ấy, mình mới biết được thì ra là có những người, đúng không ạ, người ta như thế. Nên ra tôi hay nói chuyện, tôi không phải nói cho bạn nghe đâu. Đôi khi bạn cự hay là bạn nói chuyện lên, hoặc là có một đôi lúc một số bạn bạn đưa ra những cái vấn đề về phản bác, đúng không ạ, tôi sẵn sàng, đúng không ạ, sẵn sàng thảo luận. Và tôi đôi khi á, tôi biết bạn không lắng nghe tôi, tại vì bạn đang nóng mà, bạn đang bực mình mà, bạn làm sao mà nghe người khác giải thích được, đúng không, bạn sẽ không nghe, đúng không? Nhưng mà tôi sẽ không nói, đúng không, để cho bạn nghe ngay lúc đó đâu. Tôi nói cho người khác ở trong tim, đúng không ạ, và sẵn sàng tôi sẽ kích bất cứ ai để bảo vệ cái đội nhóm cho nó tốt hơn. Tại vì cái quan điểm tiêu cực á, ai cũng có, đôi lúc chúng ta sẽ suy nghĩ tiêu cực, còn lại đa số đông ấy, là chúng ta sẽ phải tích cực lên, không phải tiêu cực mãi được, không phải tiêu cực nữa, đúng không? Không thể sân si được, tại vì nó không để làm cái gì cả. Chúng ta sống, đúng không ạ, thành công thì chúng ta phải tích cực. Đó là lý do tại sao mà em mình thấy 2 giờ sáng mình mới ngủ, khoảng 6 giờ sáng đã dậy rồi. Để lúc nào trong người mình cũng có một cái thái độ tích cực hết, đúng không ạ? Và vấn đề về chữa bệnh nó cũng vậy. Nó gồm gì ạ? Bệnh, nó gồm 2 loại bệnh, đúng không ạ? Bệnh hình thức ấy, đúng không ạ? Là tức là bạn sẽ bị sao đó về mặt thể chất. Nhưng có một cái gọi là tâm bệnh. Tâm bệnh nó mới là cái mà mình quan tâm. Nếu bạn giải quyết được những cái vấn đề về trong lòng của mình, bạn sẽ khỏi bệnh rất là nhanh. Nhưng lúc nào bạn cũng ủ rũ, bạn không có tinh thần, bạn sẽ bị ốm ngay lập tức, ngay và luôn, nhanh chóng, không thể kháng dậy lại được. Tại vì cái kháng thể, cái vấn đề đấy, đúng không ạ? Đó là khoa học có chứng minh rõ ràng, đúng không ạ? Và trong thực tế cuộc sống cũng như vậy. Do vậy anh em mình phải tích cực lên, đúng không ạ? Và anh em mình phải tiếp cận được với nhiều người tích cực,
thì em mình sẽ đạt được kết quả là điều đương nhiên. Luật hấp dẫn là nó là đúng đắn, đúng không? Nó có cả cuốn sách. Nên là ở trong mỗi cộng đồng mà toàn những người tích cực thì chắc chắn rằng mình cũng sẽ là những người tích cực, đúng không ạ? Trong một cái cộng đồng mà những người thành công làm được việc rất là tốt, chắc chắn rằng mình sẽ đạt được một cái kết quả, chắc chắn rằng là hơn những ngày bình thường, hơn những cái người bình thường, hơn những cái cá nhân đối với là việc của mình đó là bình thường mà mình sẽ không biết đâu. Ở trong đội đấy mình mới biết được, như ở trong cái nội dung này ngày hôm nay cũng vậy, đúng không ạ? Còn kiến thức, đúng không ạ, mình sẽ học bằng được thì sẽ được thôi. Còn tư duy thì rất khó dạy, rất khó chỉ đạo, rất khó hướng dẫn. Và IP cũng nói rất nhiều ở trong Forum Center, cái mà mọi người không phải đạt được là vì kiến thức của admin đâu. Tôi cũng cảm nhận là như thế. Cái mà tôi nghĩ rằng anh em mình sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Đó là bạn có cái tư duy. Bạn sẽ được nhận cái tư duy rất là tích cực, bạn nhận được những cái tư duy rất là sáng tạo, bạn nhận được những cái tư duy rất là logic trong quá trình mà đồng hành cùng admin. Đó là cái mà nó là có tiền cũng không học được. Chứ không phải là cái khóa đó là 5 triệu hay là 10 triệu. Thật sự là như vậy đấy. Tại vì cái tư duy nó là cái cố hữu. Quan điểm tôi không phải là chê trách cái vấn đề về giáo dục ở Việt Nam, nhưng mà sau khi mà tôi học và tôi nghiên cứu các cái phương pháp học tập, và đó là cái mà tại sao mà anh em mình học một cách nó thần tốc như vậy. Làm sao mà học cái gì mà học tuần này đến tuần sau có kết quả, đó là vấn đề. Thì ở trong quá trình đào tạo ở Việt Nam này á, chúng ta bị một cách dập khuôn máy móc vô cùng từ nhỏ, đúng không ạ? Kể cả đời con của mình bây giờ cũng vậy, được học một cách rất là dập khuôn. Do vậy cái tính sáng tạo rất là tệ. Mặc dù cách học đúng đắn là chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải có kích hoạt cái tinh thần mà sáng tạo ấy, chúng ta sẽ học được gấp 3 lần so với việc là chúng ta học một cái lý thuyết bình thường. Chắc chắn là như vậy nha. Nên ra khi mà làm việc ở trong này ấy, buổi sau mà trong cái buổi Zoom mà ông này ông nói cái gì không ấy, đó, đúng không ạ? Nếu bạn nghe đấy, thì khi bạn có tinh thần đấy, bạn học rất là nhanh hiểu vấn đề. Và lúc mà bạn học, bạn sẽ ngẫm lại những vấn đề tôi nói. Tại vì tôi là người tạo ra những cái khóa học đó, tôi biết là cái vấn đề mà tôi đang vừa nói đấy, nó nằm ở trong cái chỗ nào, ở trong cái khóa học đấy. Và khi mà bạn được gieo một cái nhân duyên vào trong cái đầu, đúng không ạ? Trong cái tư duy của bạn, trong cái suy nghĩ của bạn ấy, thì khi bạn học lại vấn đề đấy thì cái nhân duyên đó, đúng không ạ, như một cái hạt mầm nó sẽ nảy nở ra, và bạn sẽ rất là sáng tạo trong vấn đề về quá trình triển khai. Và đó là mục tiêu, và đó là phương pháp đào tạo khoa học, đúng không ạ? Chứ vấn đề là lý thuyết đâu, bạn học đó làm đi còn lâu mới thành công được. Đúng rồi, không khẳng định luôn, dù cái khóa học đó nó có cả 450 module, 450 bài cũng không có bằng cái khóa của admin, nó chỉ có 12 đến 15 bài đâu. Ạ, chỉ có thậm chí là có 7 bài thôi, nó còn hiệu quả hơn là mấy chục bài. Quan điểm tôi là không có nhiều bài. Nhiều bài là phải vào trong Zoom. Đó là lý do tại sao mà một số anh em ấy, cung cấp cái khóa học của admin ra bên ngoài, có những đối thủ nó lưu hết video của admin lại. Tôi buồn cười thôi. Ạ, vậy vì gì ạ? Khóa học ấy, dù có lưu hết video cũng không phải khóa học. Tại vì khi mà bạn được học khóa học, bạn sẽ được kèm theo đó là đội nhóm support và gì ạ, Zoom của admin. Và trong Zoom đó, nó mới là gì ạ, 60%, thậm chí là gì ạ, hơn nữa, để giải trình được cái vấn đề, đúng không? Có đội nhóm, có những người đã làm được thành công để nói lại, chỉ dẫn cho bạn, thì bạn mới thành công được. Còn vấn đề mà bạn lưu được khóa học, nó cũng là gì ạ, là cũng chẳng làm cái gì hết. Nên ra khi mà tôi xây dựng cái module học ở trong các cái khóa học, nó rất là ngắn gọn, xúc tích, làm một phát là ra kết quả, chứ không phải là gì ạ, là phải làm module để chỉ dẫn từng cái từng cái. Đây nè, chỉ dẫn từng cái là trong cái quá trình mà chúng ta trao đổi này, chúng ta thảo luận này, chúng ta đang học Zoom đấy này. Đấy, nó có hai phần đúng không ạ? Đấy, thì làm sao cái Zoom, cái khóa học ở trên đấy nó ngắn gọn, xúc tích để bạn ghi chép được những cái vấn đề chính và nền tảng nhất, cốt lõi nhất. Sau khi mà đưa cái vấn đề của admin vào Dung như thế này này, rồi là gì ạ, trong cái vấn đề về nhóm ấy, trong cái nhóm kín ấy, cái nhóm ở nhóm VIP ấy, đúng không ạ, hay là các cái nhóm quá trình ấy, được thể hiện nữa, chỉ dẫn nữa, đúng không ạ,
thì ba vấn đề tác động vào học online, học qua Zoom và học qua cái hội nhóm tạo ra cái khóa học đó, đúng không? Nên ra là cái việc mà anh em mình trước khi mà đã làm việc với anh em mình ở đây là trong cái quá trình học đại học á, Evin đã thuyết trình đúng không ạ cho cả trăm người, đúng không? Người ta nghe và người ta vỗ tay, đúng không ạ? Chứ không phải là gì ạ, chứ không phải vấn đề đơn thuần là chúng ta chỉ học, đúng không? Đấy. À, thì khi mà triển khai trong đây nó rất là thực tế, những cái vấn đề thực tiễn vô cùng. Admin đào tạo những cái tư duy lớn nhưng mà chỉ dẫn và hướng dẫn ấy, những cái vấn đề nhỏ, tại vì cái nhỏ nó mới là hình thành lên được cái lớn được, chứ không phải là chúng ta học cái gì nó vĩ mô vĩ đại. Nó rất là thực tế, đơn giản như thế này. Bạn bán gì tôi không cần biết, nhưng mà bây giờ muốn bán được hình ảnh nó phải đẹp, là mọi cách để có hình ảnh đẹp, đúng không ạ? Không biết chụp hình ảnh đẹp, không có ảnh đẹp thì mình lấy cái sản phẩm đó về chụp hình, chưa chụp hình đẹp, chụp làm sao để cho nó vừa mắt, cho nó sáng sủa, đúng không ạ? Cho nó bố cục rõ ràng, đúng không ạ? Chưa cần bán ra cái gì nữa thì có phải không thấy rồi, đúng không ạ? Còn muốn bạn muốn up lên trên internet hàng trăm hàng nghìn bài thì đó là điều vô ích nếu như nó không chuẩn SEO, nếu như nó không có thông điệp. Nó có hai vấn đề về marketing, đó là kỹ thuật marketing, đúng không ạ? Và gì ạ? Và tinh thần marketing. Nếu như mà tinh thần kết hợp với kỹ thuật thì nó là viral. Tức là như thế này này, cái bài viết đó nó không có theo một cái kỹ thuật chuẩn SEO gì hết, nhưng mà cái bài viết đó nó thể hiện cái gan ruột của cái người đưa vấn đề đó ra, đúng không ạ? Chia sẻ rất là bài bản, rất là kỹ lưỡng cái vấn đề, cái sản phẩm, làm cho cái người đọc người ta cảm nhận được cái sản phẩm đấy có nên dùng hay không, và người ta xuất phát người ta mua, thì đó là gì ạ? Tinh thần marketing. Nó sẽ đánh bay mọi những vấn đề về định luật SEO top cái gì đó không người biết, nhưng mà vấn đề mà ông đưa cái bài đó vào trong nhóm phát là người ta mua hàng luôn. Và đó là tinh thần, và đó là vấn đề về kéo phễu, chứ không phải là không phải là cứ phải chuẩn SEO. Đó là cái mà khi mà bạn là đến cái mức độ thượng thừa trong vấn đề content này, đúng không? Còn tuy nhiên anh em mình là một người bình thường không có thượng thừa về content thì anh phải làm đúng kỹ thuật, thì up một cái bài lên, đúng không ạ? Hàng ngày chúng ta ngày nào cũng up 10 bài 20 bài thì một năm up đến vài chục nghìn bài lên trên đấy, thì vào vài chục ngàn bài đấy, nếu như mà không có thông điệp, nếu như mà nó không có ý nghĩa gì thì đó là rác trên internet. Nó cần phải chuẩn SEO, nó cần phải có thông điệp. Thông điệp đó là tiêu đề, đúng không ạ? Đó là cái vấn đề mô tả, đó là hình ảnh, nó phải thể hiện rõ là tôi đang bán gì và tại sao bạn cần phải mua của tôi, lý do nào, đúng không ạ? Sản phẩm tôi uy tín như thế nào, sản phẩm tôi có những cái đặc trưng gì, đúng không ạ? Sản phẩm của tôi sẽ mang lại những cái lợi ích gì cho bạn, đúng không ạ? Về giá cả, về chất liệu, về dịch vụ, về những thứ liên quan tất tần tật để tạo ra gì ạ? Để khi mà chúng ta up lên trên đấy vài chục ngàn bài, sau này chúng ta sẽ hái quả từ những vấn đề đó. Đây là cái vấn đề gieo. Internet nó hay lắm, nó nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng mà nó ít thì rất ít. Có nghĩa là hàng ngày ở trên Facebook ấy, người ta tính ra ở Việt Nam có khoảng vài chục triệu tin, nghĩa là buồn quá, chán quá, bây giờ anh làm gì, em đã ăn cơm chưa, đúng không? Em ngủ chưa thì đấy, đúng không ạ? Rồi là tao giết mày, tao chém mày, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Rất là nhiều. Có nghĩa là tin trên internet rất là nhiều, nhưng mà cái tin chất lượng thì là rất là ít. Do đó kinh doanh nên là mình đưa những cái tin chất lượng, cung cấp vấn đề đó lên. Vậy hình dung chưa? Nên ra là khi mà chúng ta đưa lên trên internet, đó là gieo một cái duyên ở trên internet, gieo một cái hạt mầm, đúng không ạ? Thì đôi lúc mà người ta sẽ connect với mình được bằng cái Facebook, bằng cái tài khoản ấy. Trong cái tài khoản của mình có sẽ cái chức năng Messenger, người ta sẽ liên hệ. Thì khi mà chúng ta đăng tải lên trên đó hàng ngày nó đủ một cái lượng data ấy, thì gì? Thì đến một ngày nào đó người ta sẽ kiếm được mình. Hoặc kiếm được mình thì mình sẽ có chuyển đổi. Đấy là điều tôi tự tin rằng điều này nó đúng chính xác 100%. Đúng không ạ? 100% không được nào sai được hết.
Nên ra là nhiều khi mà tôi bất ngờ đúng không? Nhưng ngày hôm nay bạn nam và có một chị nữa, đúng không ạ? Một chị nữa đúng không ạ? Inbox cho admin mà admin ơi, tôi muốn vào VIP member. Tôi rất là ngạc nhiên. Tôi biết đúng không ạ, nhưng mà tôi không nghĩ là họ sẽ vào. Đúng không ạ? Để lý giải một vấn đề là tôi đã gieo nhân duyên rất tốt. Đúng không ạ? Và VIP member là 3 triệu, đúng không ạ? Chuyển khoản luôn. Không còn nói năng gì hết, anh chuyển khoản luôn. Tức là ngày hôm nay kiếm 6 triệu này. Đúng không ạ? Cộng với một cái khóa Shopee nữa. Shopee 1 triệu rưỡi, tôi cũng không có nói là tôi có khóa Shopee. Đúng không ạ? Mà qua một cái lời giới thiệu của một cái người khác học tốt, xong người ta giới thiệu, xong rồi người ta qua, người ta vào. Đúng không ạ? Thì tôi chia cho bạn cái affiliate, khóa affiliate hết mà 30% mà. Khóa affiliate hết, tất cả mọi người học có kết quả là khóa affiliate hết nha. Nhưng mà đó, mình bảo là vậy là có 7 triệu rưỡi trong một ngày. Đây là sự thật luôn ạ, đúng không ạ? Trong một cái mà tôi vừa mới đưa lên ấy. Mình mới bảo là trời sao hay quá vậy. Thế gọi là internet rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Với hôm cái câu chuyện hôm mà hôm thứ 6 tuần trước nữa, thứ 7 tuần trước đúng không ạ? Thứ 7 tuần trước là trong một buổi sáng có 3 cuộc điện thoại mà mình kiếm được rất là nhiều tiền. Thì internet nó chứa đựng cực kỳ khủng khiếp. Đúng không? Chưa kể là lâu lâu có người muốn làm website, làm dịch vụ, người ta mua hosting của tôi kiếm 50 đô. Một tháng tôi kiếm 1.000 đô mà. Đúng không ạ? Là gì ạ? Là hơn 22 triệu rồi. Cộng với tất cả những vấn đề về kinh doanh, những vấn đề về phần mềm, những vấn đề về đào tạo nó tạo ra doanh thu của tôi. Một tháng trăm triệu đấy. Nên ra là gì ạ? Nó tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động. Trong sự chủ động mình làm content, đúng không? Cả tiền tỷ một năm mà, một tháng kiếm 100 triệu mà. Nên tôi bảo là bạn chắc chắn sẽ kiếm được tiền, không đừng nào bạn không kiếm được tiền hết, bạn không thể ảo tưởng, không phải ảo tưởng hết. Nhưng mà cái sản phẩm đó ấy, đâu phải nhập hàng. Ngày xưa kinh doanh là cần phải có 40-50 triệu làm vốn, bây giờ kinh doanh 4-5 triệu làm vốn vẫn kiếm được 400-500 triệu một năm. Đó là sự thật hoàn toàn 100% luôn, đúng không? Và tôi là chứng minh này. Còn vấn đề về kinh doanh sản phẩm đó nhé, bạn phải phân tách giữa hai vấn đề của admin. Là admin kinh doanh sản phẩm điện thoại phụ kiện đấy, admin đã đầu tư vào trong đó mấy trăm triệu thì đúng, nhưng mà những cái vấn đề sau này, đúng không ạ, tôi chỉ có mấy triệu thôi, tôi vẫn làm ô tư ngon lành, tại vì tôi cũng biết rồi, đúng không ạ? Tôi sẵn sàng là cho cái người cung cấp của tôi, đúng không ạ, một lượng tiền để tôi có thể lấy được cái sản phẩm mẫu thôi, đúng không ạ? Và tôi quảng bá, đúng không ạ? Thì khi mà có đấy thì tôi sẽ báo đơn và người ta sẽ đóng gói và tôi sẽ cho họ lại chi phí để vận hành trước, đúng không ạ? Và tôi chỉ tập trung vào vấn đề về marketing và đó là thế mạnh của mình, đúng không ạ? Thì chỉ là 4-5 triệu thôi, tôi kiếm 40-50 triệu, mà 12 ngách như vậy có phải là 400-500 triệu không ạ? Và nó thực tế, vô cùng thực tế. Sau đó là khi mà mình cảm thấy là nó là tiềm năng, bắt đầu lúc đó mình mới đặt vấn đề là em muốn nhập hàng số lượng lớn để có một cái giá tốt hơn. Lúc này mình trở thành đối tác chiến lược, đúng không ạ? Mình là người nhập hàng chiến lược luôn. Và họ thiết lập đường dây cho mình, shopbot, người ta thiết lập cho mình bảng giá, người ta thiết lập cho mình các cái vấn đề, người ta tài trợ giống như bạn ở trong này. Đúng không ạ? Khi bạn là đối tác chiến lược của tôi, đúng không ạ? Trời, không cần phải nói, đúng không? Sẽ có nhân viên shopbot mọi lúc nào cũng có cái vấn đề hỏi gì là trả lời đó, đúng không ạ? Cần gì là có đó, có thể cho gì là có thể cho đó, đúng không ạ? Muốn chỉ dẫn gì là chỉ dẫn cái đó, nói gì là có cái đó ấy, đúng không nào? Lúc này mình lên một cái rất là đối tác mà hay lắm, giống như là vào trong VIP ở ngân hàng đó, đúng không ạ? Vào trong đó là uống nước, đúng không ạ? Ăn bánh, đúng không ạ? Chờ, đúng không ạ? Muốn làm gì làm, đúng không ạ? Giống như chúng ta mua hạng thương gia trong khi mà đi máy bay vậy á, đúng không ạ? Làm gì thì làm, ăn uống buffet các kiểu, đúng không ạ? Ghế VIP thoải mái, ngồi nằm bò gì đấy, muốn làm gì thì làm, đúng không ạ? Thế ra là đó là quy trình nữa, đúng không ạ? Chứ không phải là gì, là ngày xưa đó, là 400-500 triệu, đúng 50 triệu để làm kinh doanh. Rồi xác rồi. Còn cái quan trọng nhất là bạn có kiến thức hay không thôi. Quan trọng nhất là bạn có làm được hay không. Bạn biết là tôi xuống sân bay một cái là xe ô tô rước. Được. Xe ô tô rước, Mercedes rước, đúng không ạ? Mazda rước, đúng không ạ? Kinh khủng khiếp.
đúng không ạ, đi làm việc mà anh em người ta rất là quý mình, đúng không ạ, người ta dẫn mình đi ăn nhà hàng, người ta dẫn mình đi xem chỗ này chỗ khác, đúng không ạ, rất là nhiệt tình ở trong cái địa phương đó, mà thực tế là mình rất là bình thường, đúng không, và đây là cái quy trình mà thật sự luôn, đó là cái mà anh mình cần phải đặt ra. Căn bản là đi từ vấn đề gì, vấn đề là mình thực tế mình làm được chứ không phải mình vẽ lên, đúng không ạ. Và cái tối kỵ, đúng không ạ, cái mà đáng sợ nhất đó là mình nói nhưng mà mình không làm được, không ai nể mình hết, đúng không ạ. Tôi nói rằng đây là tôi sẽ qua bất động sản, tôi mua đất, tôi đầu tư đi kiếm bất động sản, tôi nói rằng nghe tôi sẽ affiliate thành công, tôi affiliate thành công, tôi nói rằng là có cái ngách đó, sẽ có ngách đó, làm YouTube là làm YouTube, tôi nói đâu đúng không ạ, tôi làm đó, tôi nói tôi làm Shopee, tôi sẽ làm Shopee, tôi sẽ nói tôi làm TikTok, tôi sẽ làm TikTok, và tôi nói anh em mình sẽ đúng không ạ, có kết quả như thế này như thế kia, đúng không ạ, thì in ra như vậy, tại vì bản thân tôi là cái sự trải nghiệm, và đó là cái lý do tại sao á. Cái sự khác biệt nhất của một thằng CEO ở các cái team khác đối với admin, tôi là chỉ cần vài chục người thôi nhưng mà nó sẽ mạnh hơn cả ngàn người. Tại vì sao? Tại vì hàng hóa nó đầy, đúng không ạ, asset trade, một cái nền tảng mà nó có khoảng hơn 200 đối tác của nó, thiếu gì sản phẩm affiliate đâu ạ, nó vẫn làm, đúng không ạ. Trong Foreign nó đâu cần quá nhiều sản phẩm đâu, 12 ngách, nhưng mà ở trong này anh em mình đã làm cả năm không hết việc rồi. Đúng là gì ạ? Tại vì ở đây admin, đúng không ạ, đi đồng hành của anh em mình cho tới khi mà anh mình, đúng không ạ, như là năm sau, đúng không ạ, như bạn Hoàng, như bạn Lê Sơn, đúng không ạ, như anh chị Chi, đúng không ạ, như Hảo, như Thắng, như chị Yến, đúng không ạ, như một số anh em mình, đúng không ạ, như Lê, như anh, đúng không ạ, đúng không ạ, một số bạn nữa rất là cứng. Lúc đó bạn sẽ là cái người mà truyền cảm hứng, truyền lửa, đúng không ạ, admin sẽ giúp về để admin làm vấn đề về chuyên môn của mình, đối tác, đúng không ạ, để viết deadline cho anh em mình. Deadline mình có nghĩa là gì? Trong tháng này á, anh em mình cần phải đạt ra cái target như vậy này, đúng không ạ, phải làm cái kênh này này, phải chia sẻ như thế này này, phải ứng dụng cái công cụ này này, đúng không ạ, phải chạy quảng cáo như thế này này, để gì ạ, tạo ra cái chuyển đổi như thế này, nó mới tạo ra cái mô hình mà thực tế là đi lâu dài với nhau được, cái mô hình như vậy, đúng không ạ. Thì buổi Zoom ngày hôm nay, đúng không ạ, khá là muộn rồi, đúng không ạ. Đây là em mình, nhiều khi mà em mình không gì ạ, thì có một cái cơ hội cuối cùng, đúng không ạ, cơ hội cho 2021, đúng không ạ. Thì như thế này, đúng không ạ, trong 2021 thì chắc chắn là những cái khóa đào tạo về admin họ sẽ tăng, chắc chắn là sẽ tăng, tại vì giá trị nó rất là nhiều, như là khóa VIP, đúng không ạ. Anh em mình học á, là em mình sẽ được tặng những cái bảng giá, chắc chắn là bảng giá rồi, liên quan đến bảng giá là nó khủng khiếp rồi, giá tốt, đúng không ạ, trong cái giá thời trang nó rất là tốt, đúng không ạ, cộng với các cái công cái tool, đúng không ạ, trong khóa VIP nhé, tặng cái tool auto market play, đúng không ạ, 2 tháng, đúng không ạ. Thì qua năm thì chắc chắn sẽ phải tăng giá. Thì trong cái buổi Zoom này, nếu mà em mình mà muốn chưa mà trong VIP, nếu mà muốn vào trong VIP ấy, thì admin, đúng không ạ, sẽ vẫn giữ nguyên cái giá 2.999.000, đúng không ạ, cho anh em mình ở chuyển khoản trước, đúng không ạ, ngày mùng 3 Tết, đúng không, ngày mùng 3 Tết, tại vì sau đó lại mình sẽ tăng giá. Tại vì trong một năm 2021 mà tôi không tin rằng là tôi sẽ không bán được cái đó trong một năm 7 triệu, tại vì cái số lượng member là đủ rồi. Bây giờ tôi set up, tôi hướng dẫn anh em mình ra được thật là nhiều chuyển đổi, và các bạn ở đây là gì ạ, là khách hàng của tôi, các bạn đây là đồng đội của tôi, các bạn đây là gì ạ, anh em, đúng không ạ, là gì ạ, là cộng sự của tôi. Tôi sẽ đào tạo huấn luyện chuyên sâu và thu cái mức hợp lý chứ không cần phải giá rẻ nữa, là cái thứ nhất, đúng không ạ. Cái thứ hai, đúng không ạ, anh em mình có thể là ký, đúng không ạ, hay là inbox trực tiếp cho admin, đúng không ạ. Cái thứ hai là cái khóa digital marketing của admin, và admin đã nâng lên 10 triệu rồi, nhưng mà có rất nhiều anh em mình đang chia sẻ giá là 5 triệu. Thì tiếp tục như vậy, digital marketing team này mình sẽ học được những cái là công thức thành công, hệ thống content, sell top Google, Facebook marketing, marketplace công nghiệp, sell top marketplace, website, chạy quảng cáo, đúng không ạ,
chạy quảng cáo thì cái module này sẽ là quá trình, nên là ra ở trên khóa học nó không có, còn tất cả những cái kia nó đều là có rồi, đúng không ạ? Photoshop khoảng tầm 10 khóa, đúng không ạ? 10 khóa chỉ là 5 triệu thôi, 5 triệu trong cũng từ đây đến mùng 3 Tết. Còn lại sau đó là tôi cũng tự tin rằng sẽ là tăng giá, tại vì tổng cái số lượng khóa học đó mà nếu như mà giống như là anh em mình mà học xong rồi cho feedback ấy, nếu như mà học xong hết tất cả mọi đấy thì nếu mà quá trình ở một bên ngoài mà một cái team off trong vòng 4 ngày ấy, thì bèo nhất phải là 30-40 triệu, đúng không ạ? Nên là lại mình năm sau ấy có sẵn hết rồi, tôi sẽ tập trung vào những người mà chất lượng, tập trung vào những cái người mà thực chiến, còn lại đúng không ạ, anh em mình á, đúng không ạ, nghiên cứu thì ok cứ bình thường, đúng không ạ, cũng không cần phải là tham gia cái gì hết, cứ như thế nghiên cứu và làm thôi, đúng không ạ? Thì đó là cái cơ hội, đúng không ạ? Thứ ba đúng không ạ, vấn đề là đầu tiên là chia sẻ quy trình, chia sẻ cái cách thức, đúng không ạ, nghe anh em mình chia sẻ. Cái thứ ba là cái vấn đề về học tập, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ tư là anh em mình nhá, trong buổi Zoom ngày hôm nay, đúng không ạ, anh em mình và inbox cho admin muốn mua auto market play hay là mua auto group, đúng không ạ, mua cái tool đấy, thì admin sẽ cho một cái offer là mua một tháng tặng một tháng, đúng không ạ, cho anh em mình ở trong cái buổi Zoom này, đúng không ạ? Thì năm sau cái công cụ này thì admin sẽ làm bài bản và sẽ có những cái đội shopbot rất là mạnh cho từng phần, tối ưu hóa toàn bộ mọi hệ thống kênh này, đúng không ạ, tối ưu hóa đào tạo, tối ưu hóa shop dropship, tối ưu hóa phần mềm, đúng không ạ, xây dựng như anh em mình ở trong VIP member phân tách ra thành từng đội nhóm để trực tiếp để điều hành những cái vấn đề mà admin đang chỉ đạo. Tại vì sao bạn xứng đáng nhận được những cái lợi ích, bạn nhìn đúng không ạ? Tại vì như thế này này, khi đồng hành với admin này, admin có cả một hệ sinh thái trong tay và admin sẵn sàng cho anh em mình làm những cái mà admin chỉ dẫn, đúng không ạ, để hợp tác, để đồng hành của admin để tạo ra cái kết quả tốt nhất, đúng không ạ? Chứ admin cũng không có phải là cứ phải khăng khăng giữ cho mình hay là như thế nào đâu. Đây là cái mà bạn nên hình dung. Nên là chính anh em mình ở trong VIP mem là những người mà đồng hành mà, nên bạn sẽ là những người được ưu ái nhất, đúng không ạ? Tại vì bạn được vận hành để bạn affiliate mà được cực kỳ nhiều ấy, giống như là chị Chi tháng vừa rồi là được nhận hơn gần 5 triệu này, gần 5 triệu này, Thảo cũng nhận 5 triệu này, Thảo là kiếm với admin affiliate không phải tầm 450 triệu rồi đấy, đúng không? Trong năm 2020 ấy, cực kỳ nhiều nhá. Affiliate thôi, tôi chưa nói là vấn đề về anh em mình bán hàng. Thảo bán hàng chắc phải được tầm 450 triệu là một trong những người mà kiếm trên 100 triệu đối với admin ấy, cùng với admin đó, đúng không? Và năm 2021 bạn Thảo bạn ấy xác định là sẽ ngừng làm kỹ sư lương 1.000 đô, đúng không ạ, ngừng để làm về kinh doanh và đu bám admin, đúng không ạ? Rất là gọi là một cái bước ngoặt đó, đúng không ạ? Trong khoảng tầm đã viết đơn rồi, gửi giám đốc rồi, đúng không ạ, chia sẻ với admin. Nên ra là có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, đúng không? Và admin sẽ tối ưu toàn bộ mọi thứ, và chính anh em mình ở trong này là những cái bộ phận, đúng không ạ, admin muốn đồng hành, đúng không ạ, chắc chắn rồi, đúng không ạ, không ai khác ngoài các bạn. Nên ra là kết quả là rất là nhiều tiền, rất là nhiều internet, quan trọng là chúng ta có đồng hành, chúng ta có hiểu vấn đề, đúng không ạ, để làm việc với nhau không thôi, đúng không ạ? Và anh em mình có chia sẻ thêm gì không ạ? Ok. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc Zoom ở đây nha, cũng sắp 1 giờ rồi. Rất là nhiều kiến thức, đúng không ạ? Cái buổi Zoom ở trong Fori như thế này, đúng không ạ? Rất nhiều trong cái VIP và Digital Team, đúng không ạ? Tại vì anh em mình đầu tư mà, đúng không ạ? Sẽ nhận được những cái kết quả, cái hướng đi, chỉ dẫn những cái vấn đề rất là kết cốt lõi. Còn nhiều tốt lắm. Nếu mà anh mình mà nói về Shopee thì nó là một bầu trời kiến thức, nói về Facebook nó là một bầu trời kiến thức, nói về fanpage, đúng không ạ, nói về content, đúng không ạ, nói về sell top, đúng không ạ, những cái bầu trời kiến thức như vậy mà anh mình chứa hết được, đúng không ạ, nhận hết được và ứng dụng được ấy, thành công không lối thoát. Tiền nó chỉ có vấn đề thời gian thôi, chứ không phải là cái vấn đề khó khăn. Ok, và buổi Zoom đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc anh mình
có một cái buổi tối đúng không? Cuối năm đúng không? Ý nghĩa đúng không? Mình xác định rõ cái con đường tinh thần đúng không? Đấy. Cảm ơn anh mình đã lắng nghe nha. Wow, những cái người mở lại chắc chắn là những người sẽ thành công đó. Để mình tự tin là như thế. Ok. Xin chào, hẹn gặp lại.